Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 641, người tổng bộ tới 1. Đây là tiếng chuông tất cả danh sư tập hợp khẩn cấp của danh sư đường. Nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Sắc mặt Triệu Nhã căng thẳng. Tiếng chuông của danh sư đường bình thường sẽ không dung loạn. Cấp bách như vậy, rõ ràng đã có chuyện xảy ra. Đi qua xem một chút đã, nếu như lão sư ở Vương thành cũng nhất định sẽ chạy tới đôi mi thanh tú một nhíu lại, triệu nhã phân phó. Tiếng chuông của danh sư đường, tập kết danh sư, nếu như vị liếu lão sư kia thực sự là trương sư, nghe được âm thanh này, khẳng định cũng sẽ chạy tới. Ừ, đám người trịnh dương gật đầu, mấy người đồng thời đi về phía danh sư đường. Là tiếng chuông tập hợp khẩn cấp, ai gõ vậy? Khương đường chủ còn đứng ở ngoài cửa của lâm gia, vừa mới từ lớp học của trương huyền trở về, nghe được âm thanh cũng sững sờ chuông của danh sư đường, cũng không phải người nào cũng có tư cách gõ. Toàn bộ thiên vũ vương quốc, cũng chỉ có đường chủ và hai vị danh sư nhị tinh còn lại mới có loại năng lực này. Hiện tại ba người bọn họ đều ở trong này, chuyện gì xảy ra? Nhất định là đã xảy ra chuyện, nhanh trở về xem. Sắc mặt trúc trưởng lão thoáng ngưng trọng. Ừ, Khương đường chủ gật đầu, không dám do dự, dẫn theo một đám danh sư, nhanh chóng đi về phía danh sư đường danh sư tập hợp khẩn cấp, chúng ta cũng đi qua xem thử một chút. Đám người Mạc Thiên Tuyết vội vã đi theo. Audio điện tử võ tấn bền Danh sư đường là một vương quốc căn cơ ổn định, không có bọn họ chấn thủ, vương quốc hàng cấp bậc thấp không nói, chuẩn bị không tốt, còn có thể dễ dàng bị vương quốc khác chiếm đoạt. Lúc này, tiếng chuông vang vọng vương thành, khiến cho vô số người chú ý. Ngay cả Trương Huyền và Mạc Hoàng Nhất cũng đồng thời sửng sốt danh sư đường triệu hoán chúng ta cũng qua thần sắc mạc hoàng nhất nghiêm trọng ừ trương huyền gật đầu lão sư lộ trùng đuổi theo ngươi tìm được mục Tuyết tình các nàng rồi cùng nhau qua đó biết ý tứ của hắn trương huyền khoát tay áo trước đó vốn đã nói ngày hôm sau sẽ đi thông qua sát hạch hiện tại mạc hoàng nhất đã khôi phục lại phải qua nếu như không có chuyện gì lớn vừa lúc kết thúc cuộc thi chính thức trở thành danh sư nhị tinh đám người khương đường chủ không dám lưu lại, thời gian không lâu, bọn họ lại đi đến danh sư đường. Còn chưa có tiến vào đại điện, bọn họ đã thấy một học đồ tiến lên ninh đón. Đường chủ, trúc trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Những mày, Khương Thư nhìn qua, là người tổng bộ tới, bọn họ thấy không có một vị danh sư nào mới bảo ta gõ. Học đồ giải thích, tổng bộ, Khương đường chủ có chút, hồi hộp, nhanh dẫn ta qua đẩy cửa phòng ra, đi vào đại điện, quả nhiên hắn nhìn thấy hai lão nhân ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của gian phòng. Người chính là Khương Thư. Còn chưa lên tiếng, một người lão nhân trong đó nhìn lại, vuốt vuốt tròm dâu. Lão Phu Tô Phàm, vị này chính là Lăng Vũ Hằng, từ nghiệp đoàn danh sư liên minh vạn quốc đến. Tô Phàm, Lăng Vũ Hằng. Khương đường chủ đầu tiên là sửng sốt, lập tức chấn động toàn thân, cứng nở ra tại chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Liên Minh vạn quốc, danh sư Tứ Tinh, Tô sư, Lăng sư. Tuy rằng không đi qua Liên Minh, nhưng danh tiếng của Tô sư, Lăng sư vang vọng bốn biển. Chỉ cần là danh sư, gần như tất cả đều biết được. Chẳng lẽ là hai vị này? Bọn họ thế nào lại đích thân đến đây? Ha ha, chính là lão phu. Hai người đồng thời cười, khẽ gật đầu. Không có quá nhiều lời nói và động tác, lại khiến người ta một loại cảm giác tốt lành, yên tĩnh hoàn toàn không mang đến cho người ta một chút đẻ ép của người nổi danh. Tứ tinh, đám người trúc trưởng lão nghe được lời nói chuyện, sắc mặt tất cả đều nhất thời trắng bệch, khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, mỗi một vị đều có thủ đoạn sửa dở thành hay và thực lực hủy thiên diệt địa. Vốn tưởng rằng bọn họ cách mình vô cùng xa xôi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này, cùng mọi người nói chuyện hòa ái. Trước đó vẫn cảm thấy kỳ quái, ai lại gõ chuông tập hợp khẩn cấp, hóa ra là bọn họ, đường đường danh sư tứ tinh, quả thật có tư cách và năng lực này. Không cần khẩn trương, lần này chúng ta qua, là vì trương huyền. Thấy mọi người cứng người, tô sư mỉm cười. Giọng nói của hắn giống như mưa thuận gió hòa, vừa vang lên ở bên tai mọi người, thân thể đang cứng đờ không tránh được lại thả lỏng, sự khẩn trương biến mất. Sư ngôn thiên bẩm thật mạnh, cảm nhận được biến hóa trên thân thể, Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sùng bái. Câu nói đầu tiên có thể tiêu trừ sự khẩn trương của bọn họ, khẳng định cũng có thể một câu nói khiến cho bọn họ mất đi năng lực phản kháng. Danh sư Tứ Tinh quả nhiên đáng sợ. Trương Huyền từ trong khiếp sợ khôi phục lại, khương đường chủ thở phào nhẹ nhõm. Chương 642, người tổng bộ tới khai. Trương Huyền phá tan vô số kỷ lục ghi lại của danh sư Đường. Tuy rằng hắn không tận lực thông báo nhưng làm tổng bộ, khẳng định cũng có biện pháp biết được tình hình sát hạch. Thành tích nghịch thiên như vậy, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Không biết vị trương sư này có ở nhà hay không, là vị nào? Tô sư nhìn quanh. Hồi bẩm tô sư, trương huyền đang tiến hành sát hạch độ tín nhiệm danh sư nhị tinh, vẫn không ở nơi này. Khương đường chủ vội hỏi. Không ở đây, vậy lấy ngọc tinh ghi lại sát hạch ngày đó tới cho ta. Chúng ta muốn xem tình huống thật, tô sư không lưu tâm gật đầu vâng không dám do dự khương đường chủ phân phó một tiếng một vị danh sư nhất thời đi ra ngoài thời gian không lâu hắn lấy ngọc tinh ghi lại sát hạch bên trong đại sảnh qua tô sư lang sư nhìn nhau bàn tay đặt ở phía trên một tấm cuộc thi cảnh tượng nhất thời nổi lên phòng tín nhiệm phòng trợ giúp tu luyện điện khôi lỗi biển công pháp đường người thanh niên sát hạch từng một cửa một vừa mới bắt đầu hai người tô sư vẫn có chút do dự. Càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng, cuối cùng bọn họ giống như những người khác, biến thành kinh ngạc. Chuyện này, rất nhanh, xem xong nội dung trong đó, hai người nhìn nhau, từ trong mắt từng người bọn họ nhìn ra được vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dạy học sinh mấy ngày, độ tín nhiệm đạt được 85. Vừa mới bắt đầu kiểm tra, mức độ tâm cảnh 5.1, đợi một lát đạt tới 10.1. Phòng trợ giúp tu luyện đạt 130 điểm. Biển công pháp, trăm chuông đồng loạt kêu lên, một lời quát mắng, ý niệm thuần phục. Đường thiếu hụt điểm ra 30 chỗ, tùy tiện đột phá tông sư. Rất nhiều thành tích, cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng cảm giác giống như đang nằm mơ, khiến người ta khó có thể tin nổi. Người này rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện, có thể thi ra thành tích lợi hại như vậy. Hồi bẩm tô sư, lang sư, khương thư ta có thể dùng danh sư của mình làm đảm bảo, trương sư ban đầu ngay cả đề thi là cái gì cũng không biết đây đều là ghi chép hiện trường lưu lại, chưa từng làm bất kỳ thay đổi nào. Thấy bọn họ không tin, Khương thư giải thích: "Ừ, thay đổi hay không thay đổi, chúng ta vẫn có thể nhìn ra được." Tô sư gật đầu. Thân là danh sư tứ tinh, vị trước mắt này có nói dối hay không, Ngọc tinh ghi chép này có phải là thật hay giả, hắn vẫn có thể liếc mắt nhìn ra được. Chính vì vậy, hắn mới cảm thấy chấn động. Liên minh vạn quốc tập hợp thiên tài siêu cấp của vô số vương quốc dường như đều không có một người nào làm được nghịch thiên như thế đương nhiên nếu không vì nguyên nhân này bọn họ cũng không có khả năng nhận được tin tức lại từ liên minh vào tới đi tới loại địa phương xa xôi hẻo lánh này nói cho chúng ta nghe một chút về lý lịch sơ lược của vị trương sư này sau khi chuyển lại ngọc tinh ghi chép tô sư hỏi vâng vị trương sư này là người của thiên huyền vương quốc suy nghĩ một chút khương đường chủ trả lời muốn trở thành danh sư, không chỉ thiên phú cao, còn phải tiếp nhận sự điều tra của danh sư đường. Thân phận và lai lịch của Trương Huyền không khó điều tra. Hắn rất nhanh lại nắm giữ tư liệu cặn kẽ nhất. Bây giờ là thi họa sư tam tinh, vượt qua luyện đan sư và y sư tam tinh, đương nhiên hai cái này đều không có huy hiệu, chỉ nói là năng lực đạt được, thực lực còn kém một ít. Thuần thú nhị tinh, trên phương diện tu vi, đã đạt được tông sư đỉnh phong, lĩnh ngộ binh khí nửa tâm cảnh. Khương thư giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ. Mỗi khi giới thiệu một chức nghiệp, sắc mặt Tô sư, Lăng sư đối diện chính là thoáng ngưng trọng thêm. Dựa theo giới thiệu càng lúc càng nhiều, toàn thân bọn họ cũng đều có phần mất cảm giác. Chỉ là đồng thời bọn họ cũng cảm thấy đầy kỳ quái. Một người từ một nơi xa xôi hẻo lánh xuất hiện, làm sao có thể có nhiều chức nghiệp như vậy? Lại đối với danh sư có thiên phú mạnh như vậy. Nghĩ vậy, không nhịn được hỏi lên. Lúc đầu ta cũng cảm thấy kỳ quái. Sau này lại mới biết được, là lão sư của Trương sư, rất lợi hại. Khương thư giải thích, có thể là danh sư tứ tinh giống như hai vị, thậm chí càng cao hơn. A. À, sắc mặt hai người đồng thời nghiêm trọng. Vị lão sư này của hắn tên gọi là gì? Dương Huyền. Dương Huyền. Tô sư, Lăng sư nhìn nhau, mỗi người đều nghi ngờ. Danh sư tứ tinh, thậm chí danh sư ngũ tinh, bọn họ đều biết không ít, lại chưa từng nghe qua cái tên này vị dương sư này hiện tại cũng là sư phụ của ta thấy bọn họ không tin khương thư lập tức nói ra một lượt tình cảnh mình quen biết dương sư như thế nào lại bái sư như thế nào chỉ điểm một câu khiến ngươi thuần phục hổ thân đỏ nhìn ra được chỗ thiếu hụt trên phương diện tu luyện của ngươi tô sư trợn tròn hai mắt nhìn ra vấn đề tu luyện trên người khương thư hắn cũng có thể làm được chỉ điểm thuần phục hổ thân đỏ cũng miễn cưỡng có thể nhưng muốn nhanh như vậy cấp tốc như thế, lại gần như không có thể hoàn thành. Vị Dương sư này dễ dàng như vậy, nghe nói ngay cả lưng man thú bay cũng không xuống, lại có thể làm được điểm ấy, năng lực quan sát khó tránh khỏi quá mạnh mẽ. Đúng. Khương Thư gật đầu. Đối với Dương sư, hắn là thật tâm thật ý bội phục. Tu luyện pháp quyết sau khi đối phương sửa chữa, mấy ngày qua, không chỉ những nội thương trước đây lưu lại đã phục hồi, Tu vi cũng mơ hồ, có loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá gông cùng xiềng xích. Có Ngốc cũng biết, đây là công lao của Dương sư. Tùy tiện chỉ điểm, là có thể có loại công hiệu này, Trương sư làm thân truyền của hắn, mỗi ngày tiếp nhận sự hun đúc, nghịch thiên như thế cũng sẽ không có quá nhiều kỳ quái. Vị Dương sư này còn ở vương thành không? Có thể dẫn chúng ta đi bái kiến một chút hay không? Sau khi hết khiếp sợ, Tô sư không nhịn được nói. Tuy rằng chưa từng nghe qua cái tên Dương Huyền này, nhưng có thể bồi dưỡng được loại học sinh như Trương Huyền này, vì tiện chỉ điểm khiến Khương Thư biến hóa lớn như vậy, cấp bậc danh sư so với bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có cao chứ không thấp hơn. Nếu như có thể gặp mặt một lần, trao đổi một chút, đối với hai bên khẳng định đều có lợi ích cực lớn. Lão sư lại ở Vương Thành, chỉ có điều, không thường ở tại phủ đệ. Hai vị nếu như muốn gặp, mong cho phép ta sớm bẩm báo một tiếng, trở lại sẽ trả lời. Khương Thư vội hỏi, lão sư tuy rằng ở vương thành, nhưng thần long thấy đầu không thấy đuôi, bình thường không ở phủ đệ. Hơn nữa không có được lão sư cho phép, hắn cũng không dám tùy ý dẫn người khác qua. Cho dù đối phương là hai vị danh sư tứ tinh. Ừ, làm phiền Khương Đường chủ." Tô sư gật đầu, đang muốn nói tiếp, lại thấy trúc trưởng lão ra ngoài một chuyến, vội vã đi tới. "Tô sư, Lăng sư, Đường chủ, Trương sư và Mạc Hoàng nhất qua." đã đến nơi sát hạch, hình như muốn sớm kết thúc danh sư sát hạch. Sớm kết thúc danh sư sát hạch. Khương đường chủ sửng sốt. Lúc này mới mấy ngày, bọn họ lẽ nào lại lấy thân phận ngụy trang, khiến cho độ tín nhiệm của học sinh đạt được 40. chương 643, tên của người thưởng. Một, một sát hạch sát hạch cuối cùng của danh sư nhị tinh, giấu giếm thân phận, giảng dạy học sinh, trong vòng 10 ngày, độ tín nhiệm đạt được 40, tức là qua cửa ải. Bây giờ còn không đến 7 ngày lại tới đây, chẳng lẽ học sinh đã đạt được độ tín nhiệm 40? Trương Huyền kia tới, trong tai nghe được lời nói chuyện, Tô sư nhìn qua. Chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Khương Đường chủ nói mọi chuyện kỹ càng tỉ mỉ một lần. Phương pháp sát hạch danh sư nhị tinh, chừng mấy trăm loại. Mỗi một nghiệp đoàn đều sẽ căn cứ vào tình hình, tiến hành lựa chọn. Nguyên nhân chính là như vậy, toàn bộ nghiệp đoàn danh sư nhất tinh thậm chí ngay cả tạ tất viện trường, cũng không biết hai người sát hạch không ngờ là ngụy trang thân phận, đi tới thiên vũ học viện dạy học. Thì ra là thế, vừa vặn chúng ta cũng muốn xem thử một chút, vị trương huyền này ở dưới tình huống ngụy trang thân phận, có thể khiến cho học sinh đạt được độ tín nhiệm bao nhiêu. Làm rõ ràng nguyên nhân, tô sư gật đầu, nhìn về phía bên cạnh. Lăng sư, nếu không cùng nhau đi. Ừ, lăng sư mỉm cười. Đi qua xem một chút thì có thể chỉ có điều, phải sớm chuẩn bị một chút. Thân phận danh sư tứ tinh của chúng ta, truyền đi động tính rất lớn, gây cho chấn động, rất dễ dàng khiến cho sát hạch xuất hiện biến cố. Như vậy đi, các người tạm thời không vội nói ra, xem bọn họ sát hạch xong mới quyết định. Danh sư tứ tinh, thân phận tôn quý, cho dù ở hiên viên vương quốc, quốc vương bệ hạ cũng phải tự mình nginh đón, thở mạnh cũng không dám thở. Ở chỗ này nói rõ ràng ra, khẳng định sẽ gây ra rối loạn làm không tốt lại sẽ ảnh hưởng tới thành tích sát hạch, mất đi độ chuyển xác vốn nên có. Đám người Khương Thư gật đầu. Hai vị này mở miệng, ai còn dám từ chối. Tất cả đồng loạt đi về phía đại sảnh sát hạch, vẫn chưa tiến vào, bọn họ liền nghe được tiếng bàn luận ẩm ý, giống như là nước sôi sùng sục. Vừa rồi có tiếng chuông vang lên, chuyện gì xảy ra? Không biết, có phải là có người muốn sát hạch danh sư hay không? Chỉ có điều, thoạt nhìn không có động tĩnh gì sát hạch danh sư, không có khả năng. Trước đây thời điểm trương sư, mạc sư sát hạch, ta ở đây. Đẩy cửa tiến vào, bọn họ nhất thời nhìn thấy được một đám người đang chen lấn. Chính là mọi người từ cửa của lâm gia chạy tới. Mạc Thiên Tuyết, Mộc Dương Phong, Thình Linh cũng có mặt ở trong đó. Bọn họ nghe được tiếng chuông vang lên, liền tới đây. Chỉ có điều danh sư đường có rất nhiều chỗ cơ mật, không cho phép người ngoài tiến loạn vào bọn họ chỉ có thể tới nơi này chờ đến bây giờ cũng không biết có chuyện gì xảy ra khương đường chủ tới khương đường chủ vừa rồi tiếng chuông vang lên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thấy bọn họ đi tới một âm thanh không nhịn được hô lên trong đám người đi tới dễ thấy nhất chính là khương đường chủ về phần tô sư lang sư đi theo ở phía sau ai cũng không có chú ý hơn nữa cho dù chú ý sợ rằng cũng không nhận ra được liên minh vạn quốc, cách nơi này thật sự quá xa. Lại nói cấp bậc của tô sư, lăng sư cũng thật sự quá cao. Khương đường chủ cũng chỉ có được giới thiệu, mới có khả năng nhận ra, càng chưa nói tới bọn họ. Là có chuyện gì phát sinh, các vị không nên gấp gáp, cứ xem tiếp là được. Cũng không giải thích, Khương đường chủ khoát tay áo, quay đầu lại lặng lẽ căn dặn Trúc trưởng lão một tiếng. Chỉ cần độ tín nhiệm học sinh của Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất đạt được 40, xác định thông qua, lại sẽ lập tức tuyên bố thân phận, xem như là phát sinh chuyện lớn. Chỉ có điều, bây giờ còn không thể nói ra được. Nếu không, cũng sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Nghe xong lời căn dặn, trúc trưởng lão lui xuống, chỉ chốc lát đã dẫn theo hai người đi tới. Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất. Lúc này, vẫn là thân phận ngụy trang, cũng chính là Liễu Trình, Tôn Thừa. Là Liễu hội trưởng và Tôn lão sư nghe nói tôn lão sư này là người được thiên vũ học viện tuyển dụng vào mấy ngày hôm trước lên lớp dạy cũng rất lợi hại một vãn bối của ta học ở lớp học của hắn thực lực nâng cao rất nhanh để cho hai người bọn họ qua chẳng lẽ danh sư đường muốn đặc biệt tuyển danh sư đặc biệt tuyển vẫn chưa nghe nói qua chắc là trao tặng một ít đặc quyền nắm giữ địa vị càng cao hơn mọi người lại bàn luận hai người gần đây danh tiếng lớn có người từng đặc biệt nghiên cứu qua biết bọn họ bởi vì nguyên nhân của bản thân, không có cách nào sát hạch danh sư. Không thể sát hạch, lại được dẫn đến nơi đây, đoán chừng là ban tặng chút đặc quyền, được danh sư đường che chở. Loại chuyện này, trước đây cũng từng phát sinh qua. Hơn 100 năm trước, một vị lão sư giảng bài vô cùng tốt, có cống hiến cực lớn, bị danh sư đường ban tặng thân phận trưởng lão danh dự, người người kính trọng, vương thất thiên vũ cũng phải xem như là quý khách. Bây giờ là không phải lại một lần nữa chứ. Không đúng, nếu như nói là ban tặng loại đặc quyền này, học sinh của bọn họ thế nào cũng tới. Đúng vậy. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện ra điểm không được bình thường. Ban tặng đặc quyền không phải chuyện cơ mật gì, nhất định sẽ sớm tuyên bố ra ngoài, không cần phải thần thần bí bí gõ chuông tập hợp, khiến cho tất cả danh sư tập trung. Lại nói, ban tặng đặc quyền cũng không đến mức dẫn theo học sinh của hai người tới. Học sinh của Tôn Thừa biết không nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người ở tại chỗ gần như đều là học sinh do Liễu hội trưởng tìm tới. Đám người Lộ Trùng, Mộc Tuyết Tình, Mạnh Đào, không ngờ cũng có mặt. Có ngốc cũng biết có cái gì không đúng. Thật ra, không riêng gì bọn họ không biết rõ, đám người Mộc Tuyết Tình cũng không hiểu ra sao. Lão sư bảo Lộ Trùng cuống cuồng tìm bọn họ tới, bọn họ còn tưởng rằng có chuyện gì. Dù thế nào bọn họ đều không nghĩ tới, đi tới. Danh sư đường không phải danh sư, tới nơi này làm gì? Hai vị lão sư, các ngươi ai trước? Khương đường chủ mỉm cười, nhìn lại. Tôn lão sư, vẫn là người đi. Trương Huyền bắt chuyện. Học sinh của mình hạ độc tới mức đối phương chật vật không chịu nổi, đến bây giờ trong lòng hắn còn tồn tại sự hổ thẹn. Tốt lắm, ta tới trước. chương 644, tên của người thượng. Hai. Mạc Hoàng Nhất cũng không từ chối, vẫy vẫy tay với hai học sinh phía sau đi tới hai người các ngươi tiến vào trong kiểm tra độ tín nhiệm đừng để cho ta thất vọng là bọn họ thấy rõ dáng vẻ của hai người trương huyền có chút kinh ngạc tất nhiên hắn đều biết chính là ngày đầu tiên tiến vào thiên vũ học viện hai học viên một ghét học một gần như bị khai trừ được đưa ra xem như nội dung thử thách sau khi thông qua sát hạch tiếp nhận lớp của mộc tuyết tình hắn không chú ý tới nữa thật không nghĩ tới tự nhiên bọn họ lại trở thành học sinh của mạc hoàng nhất Trước đây rõ ràng chỉ ra hai người chỗ mấu chốt, nhắm thẳng vào bản chất. Mạc Hoàng nhất tiếp nhận vào trong tay, xử lý bốc thuốc đúng bệnh, chắc hẳn là sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thảo nào trong thời gian ngắn lại có tự tin, có thể thông qua sát hạch như vậy. Hóa ra trước khi đến đã có sự chuẩn bị. Vâng. Hai học sinh gật đầu, đi vào phòng tín nhiệm. Trình tự cũng giống như sát hạch danh sư nhất tinh, đồng thời kiểm tra. Lẽ nào vị tôn lão sư này là Mạc Hoàng Nhất, trong mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đám người Mạc Vũ liền hiểu được. Liễu Trình là Trương Huyền, một người khác cùng hắn sát hạch danh sư nhị tinh, dĩ nhiên chính là vị này. Không ở sát hạch danh sư mới cần phải kiểm tra độ tín nhiệm sao? Sẽ không phải là hai vị này thật sự muốn sát hạch chứ? Nhưng bọn họ đều không phải là độ tâm cảnh minh lý cảnh, thì thế nào? Hãy chờ xem, một lát nữa nhất định sẽ công bố đáp án. Về phần những người khác vẫn không hiểu ra sao, không biết để cho vị tôn lão sư này dẫn theo học sinh kiểm tra độ tín nhiệm là có ý gì. Mỗi một người mày nhân lại, không hiểu nổi trong hồ lô của Khương đường chủ rốt cuộc bán thuốc gì. Ông! Hai người tiến vào, thời gian không lâu, ánh sáng lóe lên. Trên vách tường phòng tín nhiệm, một nhóm chữ chậm rãi xuất hiện. Mọi người vội vàng nhìn lại. 42. Nhìn thấy được ba chữ này, sắc mặt mạc hoàng nhất đang khẩn trương lập tức chấn tĩnh lại, thở ra một hơi. Tuy rằng cảm thấy khả năng vượt qua 40, nhận thức còn có chút không xác thực, lúc này, thật sự sát hạch thông qua, hắn mới tính buông xuống một tảng đá. Trong vòng 10 ngày thông qua, lại cho thấy, hắn đã thành công trở thành danh sư nhị tinh, không cần dị nghị nữa. Không tệ, tô sư, lăng sư đồng thời gật đầu. Vị mạc hoàng nhất này, bọn họ cũng đã nghe nói qua, thiên tư không tệ, ở vương quốc nhất đẳng được cho thiên tài thậm chí ở vương quốc phong hào danh hiệu cũng có thể sắp xếp ở phía trên chỉ có điều ở toàn bộ khu vực vương quốc liên minh còn kém hơn rất nhiều mặc dù không nói không tầm thường chút nào nhưng cũng không thể gây ra sóng gió gì liễu lão sư đến ngươi mạc hoàng nhất thông qua trở thành danh sư nhị tinh chính thức đám người khương đường chủ đưa mắt tập trung ở trên người trương huyền được rồi suối người Trương Huyền gật đầu, mỉm cười. Trước đó các người dường như nói qua, chỉ cần có một đệ tử độ tín nhiệm đạt được 40 xem như thông qua. Hắn nhớ đối phương từng nói qua, trong vòng 10 ngày, chỉ cần có một đệ tử độ tín nhiệm đạt được 40 là được, không cần thiết kiểm tra tất cả học viên. Không sai. Khương đường chủ gật đầu. Vậy là tốt rồi, người vào đi thôi. Nhìn quanh một vòng, Trương Huyền tiện tay chỉ một cái. Trải qua mấy ngày ở chung, hắn có tự tin những học sinh này, độ tiến nhiệm chắc hẳn đều qua 40. Nếu vượt qua là có thể thông qua, không cần thiết phải gây ra một đợt kinh sợ. Khủ khủ, có đôi khi, vẫn nên giấu mình một chút. Đương nhiên, nếu như cho đám người Mạc Vũ biết được suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ lập tức hôn mê. Người còn giấu mình, người đến đây, không làm long trời lở đất, người người đều biết, mới thực sự gặp quỷ. Vâng, lão sư, người học sinh này nhấc chân đi vào hắn chính là Trương Huyền. Học sinh của Trương Huyền tiến vào phòng, hai vị danh sư tứ tinh từ tổng bộ tới, cũng tập trung lực chú ý qua. Trong ngọc tinh ghi chép quá mức chấn động, bọn họ muốn tận mắt xem vị thanh niên này, có đúng là có thể cũng giống như trước đây, sáng tạo ra kỳ tích hay không. Thoạt nhìn rất tự tin, cũng không biết thành tích như thế nào. Phút sâu, tô sư khẽ gật đầu. Nghiệp đoàn chúng ta, 30 năm trước, sát hạch danh sư nhị tinh, cũng dùng qua phương pháp tương đồng, dường như học sinh của một vị thiên tài nhất trong đó giảng dạy, khiến cho độ tín nhiệm đạt tới tròn 65. Trong ánh mắt Lăng sư mang theo hồi ức, loại phương pháp sát hạch này, Liên Minh vạn quốc cũng từng dùng qua. Cũng có thiên tài lợi hại, sáng tạo ra thành tích khiến người ta kiêu ngạo. Đúng vậy, loại cấp bậc độ tín nhiệm như vậy, đã có thể so với phụ mẫu trí thân. 10 ngày ngắn ngủi lại đạt được, hơn nữa còn là dưới tình huống ngụy trang năng lực mạnh mẽ, đủ để khiến cho vô số thiên tài lùi bước. Tô sư gật đầu. Nhị Tinh, danh sư Tam Tinh, trong khoảng thời gian ngắn khiến độ tín nhiệm của người ta đạt được 65 cũng không quá dễ dàng. Càng chưa nói Ngụy Trang thành một người không có danh tiếng gì. Dưới tình huống không có bất kỳ người nào biết tới, bắt đầu lại từ đầu, nắm giữ loại thành tích như vậy, cho dù ở Liên Minh Vạn Quốc cũng tuyệt đối là danh hiệu thứ hạng đầu. Đương nhiên, cũng chỉ là ở Liên Minh Vạn Quốc đi đế quốc khác cao cấp hơn, khẳng định lại không coi là gì. Trương huyền này, sáng tạo ra nhiều kỷ lục như vậy, lại xem lần này có thể phá được kỷ lục của vị thiên tài kia 65 hay không. Lăng sư nói, ừ, chỉ có thể phá được, mới có tư cách cùng với những người đó. Hai người nói đều sử dụng truyền âm, người ngoài căn bản không nghe thấy. Ông, đang thảo luận, trên vách tường phòng tín nhiệm lắc lư một hồi. Một hàng chữ xuất hiện, 61 chương 645, tên của ngươi hạ. 1. 61. Thấy rõ chữ số, tô sư, lăng sư nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, hiện lên một vẻ đáng tiếc. Vốn tưởng rằng, người thanh niên này sáng tạo ra vô số kỷ lục, có thể lại phá tan ghi lại. Hiện tại xem ra, vẫn đánh giá cao đối phương. 61, thành tích cũng không kém. Chỉ có điều, nếu thật sự muốn so sánh với những thiên tài siêu cấp kia, rõ ràng vẫn yếu hơn một ít. Tô sư lắc đầu. Đúng vậy." Lăng sư cũng gật đầu. Độ tín nhiệm đạt được 60, tương tự với cha mẹ người ta. Vượt quá giá trị con số này, so với Mạc Hoàng nhất trước đó lại mạnh mẽ không ít. Nhưng với mong muốn trong lòng bọn họ, rõ ràng còn kém hơn một khoảng lớn. Đây coi là thông qua. Không biết hai người thất vọng, Trương Huyền nhìn về phía Khương Đường chủ cách đó không xa. "Thông qua." Khương Đường chủ gật đầu chỉ cần qua 40 xem như đạt tiêu chuẩn, 61 so với những người khác, đã là rất cao. Nhìn thấy được thành tích này, Mạc Hoàng nhất cười khổ. Những kỷ lục trước đó ghi được đã bị phá hết, vốn tưởng rằng lần này có thể hòa nhau một phần, hiện tại xem ra, mình vẫn nghĩ quá ngây thơ rồi. Vị thiên tài như hắn vừa so sánh với đối phương, vẫn tranh lệch rất xa. Không đúng, liễu lão sư, học sinh tốt nhất của ngươi không phải là một tuyết tình, lộ trùng sao? Người học sinh này là ai? Ta thế nào lại chưa từng thấy qua? Tuy rằng xác định thông qua, Khương Đường Chủ vẫn còn có chút kỳ quái, không nhịn được hỏi. Dựa theo tin tức hắn nhận được, Trương Huyền chắc hẳn là chiếu cố đối với một tuyết tình, lộ trùng tương đối nhiều. Độ tín nhiệm cũng có thể là cao nhất trong bọn họ. Sát hạch này, tuy nói tùy tiện đưa ra một đệ tử là được, nhưng bình thường đều sẽ đưa học sinh có độ tín nhiệm cao nhất qua. Vị này thấy cũng chưa thấy qua, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua, thế nào lại phái hắn lên? Chẳng lẽ, hắn ngầm chiếu cố đối với người học sinh này nhiều hơn, mới khiến cho độ tín nhiệm của hắn đạt tới 61. Nghe nói như thế, những người khác cũng kỳ quái nhìn qua, muốn nghe hắn giải thích một chút. Người chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, Trương Huyền gãi đầu. Được rồi, ta giới thiệu cho các người một chút, vị này chính là. Nói được phân nửa, vẻ mặt hắn xấu hổ vội vàng nhìn về phía học sinh vừa từ phòng tiến nhiệm đi ra cái này thật ngại quá dạy học cho ngươi mấy ngày còn không biết ngươi tên gì xin hỏi tên của ngươi là phù 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 vừa dứt lời liền nghe được một trận âm thanh ném tới tất cả mọi người cảm thấy mắt hoa lên thiếu chút nữa thì ngất xỉu ngay cả tô sư lang sư vừa rồi còn lắc đầu không dừng cũng cảm thấy khóe miệng không ngừng co giật có nhầm hay không một học sinh độ tín nhiệm đối với người đạt được 61, người tự nhiên. Ngay cả tên cũng không biết. Người khác muốn được học sinh tín nhiệm đều phải đối xử với bọn họ giống như bằng hiếu, dùng hết các loại thủ đoạn mới có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thu được thiện cảm. Người thì hay rồi, lên lớp dạy nhiều ngày như vậy, ngay cả tên người ta cũng không biết. Mấu chốt nhất chính là, đối phương không có một câu oán hận nào, độ tín nhiệm còn đạt được 61, có thể so với cha mẹ. Trời ạ, à mọi người đồng loạt nhìn về phía người học sinh kia, vị lão sư này ngay cả tên của ngươi cũng không biết. Độ tín nhiệm của ngươi lại đạt được 61, không tiếc điều động gia tộc, vì hắn trực tiếp đối đầu với lâm gia. Suy nghĩ thế nào vậy? Hồi bẩm lão sư, học sinh ký ức, lão sư từng giúp ta chỉ điểm, giải quyết vấn đề bế tắc kinh mạch bên trái thân thể của ta. Nghe được câu hỏi của lão sư, vẻ mặt người thiếu niên kích động, liền vội vàng gật đầu. Ký ức, Trương Huyền vò đầu. Tên này, thật đúng là chưa từng nghe qua. Chỉ có điều, giải quyết vấn đề bế tắc kinh mạch bên trái thân thể, thật ra từng có. Chính là ngày đầu tiên tiến vào học viện, thông qua đồ thư quán, nhìn ra được trên thân thể người học viên này vấn đề. Bế tắc kinh mạch nửa người, tiếp tục tu luyện tiếp, có dấu hiệu liệt nửa người, đúng lúc chỉ điểm. Người này cũng thật không chịu thua kém, lúc đó đã đột phá hai cấp bậc nhỏ, khiến cho không ít người hâm mộ. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, dường như trong đồ thư quán cho thấy tên họ, hình như quả thật gọi là ký ức. Chẳng qua là lúc đó chỉ điểm quá nhiều người, lại không có gì đặc sắc, cũng lại quên. Ba thân phận Liễu Trình, Trương Huyền, Dương Huyền bận rộn túi bụi, cơm cũng ăn không ngon, làm gì có thời gian nhớ kỹ tên của nhiều học sinh như vậy. Có thể nhớ kỹ ba người lộ trùng, Mộc Tuyết Tình, Mạnh Đào, cũng là không tệ. Được, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi là ký ức, là là đệ tử của ta." Biết tên, Trương Huyền cũng không có ý định miệt mài theo đuổi, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Khương Đường chủ giới thiệu. "Khương thư. Mọi người. Chương 646, tên của ngươi hạ. Hai. Các ngươi nói chuyện, chúng ta đều nghe được, lại giới thiệu còn có ý nghĩa gì? Mấu chốt nhất chính là đã nói ra tên, hơn nữa, nhìn vẻ mặt ngươi mơ hồ, rất rõ ràng, đối phương có gia tộc gì, bối cảnh gì, bao nhiêu tuổi?" cũng không biết, nói chẳng khác nào không nói, còn không bằng đừng giới thiệu, chúng ta còn có thể bớt nhận tổn thương. Mạc Hoàng nhất ở một bên, nước mắt tuôn ra ào ào. Chuyện gì thế này? Vì để cho độ tín nhiệm của hai học sinh tăng lên rất nhanh, hắn cũng thiếu chút nữa đối xử với đối phương trở thành tổ tông, mỗi ngày hỏi han ân cần, trên phương diện tu luyện tự mình chỉ điểm, đêm không thể chợp mắt, rất sợ xuất hiện một điểm lệch lạc. Lại như vậy, độ tín nhiệm của hai người này đối với ta cũng mới là 42. Người thì hay rồi, ngay cả nhận biết học sinh cũng không nhận ra, tên cũng chưa từng nhớ kỹ, lại đạt được 61. Ta nhổ vào, người với người thế nào lại khác biệt lớn như vậy? Quay đầu lại nhìn về phía hai học sinh của mình, không nhìn còn tốt, vừa nhìn tới, thiếu chút nữa suy sụp. Chỉ thấy đôi mắt của hai người này đầy mong chờ nhìn về phía, liễu lão sư. Rất hiển nhiên, bọn họ một lòng muốn trở thành học sinh của hắn, đối với đám người mộc tuyết tình tràn ngập hâm mộ. Hai người các ngươi đủ rồi đấy, cho ta chút mặt mũi, đừng dùng loại ánh mắt này có được hay không. Là chưa thấy qua lão sư hay sao, lại nói, mạc hoàng nhất ta đường đường là đệ nhất thiên tài của thiên vũ vương quốc, cũng hoàn toàn không yếu có được hay không. Trước mắt biến thành màu đen, mạc hoàng nhất rốt cuộc hiểu rõ, cùng đối phương sát hạch danh sư nhị tinh, là quyết định ngu xuẩn tới mức nào. Chính là tên biến thái. Mạc Vũ cũng gắt lên một cái. Không phải tận mắt nhìn thấy, người khác có khả năng cho rằng vị trương huyền này có thể là giả vờ. Độ tín nhiệm không có khả năng đạt được 61. Ngay cả tên người ta cũng không biết, nhưng nàng lại biết, tuyệt đối là tê sự ật. Người này có đôi khi khôn khéo khiến người ta kinh hoàng, có đôi khi lại hồ đồ làm cho không người nào hiểu được. Đừng nói là học sinh, cho dù nàng vị đệ nhất Mỹ nữ thiên vũ vương quốc này, nếu không cùng hắn tìm được đại dược vương, có khả năng ngay cả tên cũng không nhớ được. Suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta buồn bực. Chúng ta biết tên người học sinh này của ngươi, vậy có thể cũng thử xem độ tín nhiệm của vị lộ trùng này không? Cô nén phiền muộn, Khương Đường chủ không nhịn được mở miệng. Một học sinh ngay cả tên cũng không biết, độ tín nhiệm đối với hắn còn đạt được 61. Vị lộ trùng này thì sao? Vì người này, người ngay cả Lâm gia cũng tự mình đấu. Trương Huyền thoáng sững sốt một chút. Cái này, lão sư, học sinh nguyện ý thử xem. Hắn còn chưa nói dứt lời, lộ trùng đã bước lên trước. Hắn cũng muốn xem thử một chút, mình và lão sư rốt cuộc tín nhiệm cao bao nhiêu. Vậy được rồi, tự mình cẩn thận một chút. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung qua, biết đã không có cách nào từ chối, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Ban đầu, hắn nghĩ chỉ cần thông qua sát hạch là được, không muốn cho người này lên. Ôi, muốn giấu mình thế nào lại khó như vậy. Nếu như để cho Mạc Hoàng Nhất biết ý nghĩ này, nhất định sẽ trực tiếp nôn ra máu. Đại ca, ta một lòng muốn phách lối, đáng tiếc, chính là phách lối không nổi. Nhận được sự cho phép, lộ trùng đầy cao hứng đi vào phòng tiến nhiệm. Ông! Phòng tiến nhiệm khởi động, ánh sáng chấp động. Người học sinh này, độ tiến nhiệm có thể cao hơn so với người kia không? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, tô sư có chút kỳ quái, không nhịn được truyền âm qua. Hắn vừa tới thiên vũ vương quốc, liền đến nơi này. Đối với chuyện của Trương Huyền và Lộ Trùng, vẫn chưa nghe nói. Tất nhiên hắn cũng sẽ không biết rõ ràng, quan hệ của hai người nhất định phải thâm sâu hơn so với vị ký ức vừa rồi rất nhiều. Tô Sư nhìn tiếp là được. Khương Đường Chủ khẽ cười. Hắn tuy rằng không xác định được Lộ Trùng rốt cuộc có độ tín nhiệm bao nhiêu, nhưng một cảnh tượng trước đó vẫn còn ở trong mắt. Vì báo thù cho học sinh, đường đường lâm ra cũng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào loại tình huống này độ tín nhiệm nếu như không cao hắn cũng sẽ cảm thấy có phải điên rồi hay không ừ nhìn nhau tô sư lang sư biết khương đường chủ nói như vậy khẳng định có mục đích của chính mình không kìm lòng được nhìn sang những người khác cũng muốn xem thử rốt cuộc cao bao nhiêu toàn bộ đại sảnh không có một người nào nói chuyện ánh mắt tất cả mọi người đều bắt đầu tập trung qua ong một lát sau, phòng tín nhiệm bắt đầu lắc lư, trong tiếng động khẽ vang lên, một hàng con số chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy được mấy con số này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, giống như gặp quỷ, ngây người ngay tại chỗ. Ngay cả tô sư, lăng sư, môi cũng run rẩy, trong mắt sắp rơi xuống đất, không nhịn được thét một tiếng kinh hãi. 90, 9, độ tín nhiệm 99, đây là tín nhiệm hoàn mỹ, sinh tử có nhau chương 647, khổng sư, người thu ta đi. 1. Độ tín nhiệm, đầy giá trị 100, đạt được ngoài 90, lại được cho là cao cấp nhất, chỉ tồn tại trong danh sư ngoài lục tinh và học sinh của hắn. Ngoài 95, càng hiếm thấy hơn, chỉ ít loại cấp bậc như bọn họ vậy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Loại mức độ tín nhiệm này, được gọi là tín nhiệm hoàn mỹ, sinh tử có nhau. Nói cách khác, dưới loại mức độ tín nhiệm này, chỉ cần lão sư ra lệnh một tiếng, học sinh vì hắn đi tìm chết, cũng không chậm trễ chút nào. Tô sư, lang sư chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng ngây người. Mới vừa rồi còn cho rằng đối phương so với những thiên tài kia, kém hơn không ít. Hiện tại nhìn thấy được mới biết, người ta căn bản là không có lấy ra học sinh lợi hại nhất. Độ tín nhiệm 99 Đừng nói những người khác, cho dù hai người bọn họ dẫn theo học sinh hơn 30 năm, cũng còn xa mới đạt được. Mà người này chỉ dẫn theo 6 ngày, làm sao có thể có quái vật lợi hại như vậy? Độ tín nhiệm 99, cao như vậy sao? Gian phòng giống như là nổ tung. Rất nhiều gia chủ, trưởng lão ở đây, cho dù không phải là danh sư, đối với độ tín nhiệm vẫn biết rất nhiều. Đạt được 99, điều này đã vượt quá sức tưởng tượng, khiến người ta nổi điên. Độ tín nhiệm cao như vậy, hắn làm sao có thể chỉ là một lão sư bình thường? rất nhiều danh sư lợi hại, cũng còn xa mới bằng được. Không biết ai kêu lên, khiến cho học sinh tín nhiệm mình, có khả năng dạy học rất tốt, độ tín nhiệm cực cao, đều tồn tại giữa danh sư và học sinh của hắn. Chẳng lẽ, vị liếu hội trưởng này là vị danh sư? Trước đó, những người khác đều không hoài nghi, lúc này, bọn họ không thể không trầm tư suy nghĩ. Được rồi, trước đó ta đã từng nói có chuyện lớn phải tuyên bố. Nếu sát hạch kết thúc, Ta cũng sẽ không nói nhiều thêm nữa. Thấy trong mắt mọi người đều lộ ra biểu tình nghi ngờ, Khương Đường chủ mỉm cười, nhìn về phía hai người Trương Huyền. Hai vị, lấy mặt nạ xuống đi. Ừ, biết thông qua sát hạch, phải trở lại thân phận, Trương Huyền và Mạc Hoàng Nhất không chút do so dự, bàn tay đặt ở trên mặt xoa một cái. Diện mạo ban đầu lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Là Trương Huyền Trương sư, Liễu lão sư, Liễu hội trưởng là Trương sư. Thảo nào, ta vẫn kỳ quái, Vương Thành thế nào thoáng một cái xuất hiện hai vị thiên tài lợi hại như thế. Hóa ra là cùng một người. Đời này ta lại bội phục hai người, cái này thì hay rồi, lại biến thành một người. Đại sảnh nổ tung. Hai vị thiên tài danh tiếng lớn nhất Vương Thành gần đây, mỗi người có người hâm mộ và người ủng hộ, trước đây vẫn tranh cái túi bụi. Kết quả, tự nhiên là cùng một người. Dựa vào, có nhầm hay không? Nói như vậy, vị trương sư này, chẳng phải là ở trên y thuật, trên kiếm pháp, đều châu bò không còn biết trời trăng gì nữa. Liễu lão sư, là trương sư, mặt nạ lấy ra, nghe được xung quanh bàn luận, vẻ mặt đám người mục tuyết tình, lộ trùng cũng nở ra. Trước đây bọn họ đầy sùng bái muốn bái trương huyền làm sư, nhưng cũng biết, đây là không có khả năng. Ai biết, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, liễu lão sư, chính là trương sư. Sớm biết rằng như vậy, còn cùng triệu nhã đánh làm cái gì đánh tới đánh lui huyên náo tới người chết ta sống kết quả vì cùng một người quả nhiên là vậy phía sau đoàn người đám người triệu nhã vừa chạy tới đều cười khổ tuy rằng sớm đoán được nhưng tận mắt nhìn thấy được vẫn mang theo chấn động cực mãnh liệt đặc biệt là đám người trịnh dương viên đào đều sắp khóc hận không thể đụng đầu ở trên mặt đất lập tức chết đi làm học sinh lại nghĩ biện pháp hạ độc cho lão sư, khiến cho hắn chịu khổ. Chuyện gì thế này? Mất mặt quá mức rồi. Liễu hội trưởng là, trương sư. Mà thiên tuyết cũng chấn động, lập tức nhìn nữ nhi đang ở bên cạnh một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó còn nghĩ, trương sư cao trèo không tới, bảo nữ nhi tiếp xúc nhiều với vị liễu hội trưởng này, tranh thủ thu làm dễ hiền. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này chỉ có thể là ý nghĩ. Đường đường là thiên tài siêu cấp lợi hại như vậy của danh sư Đường, sau đó tiền đồ tất nhiên không thể đo đếm. Thiên Vũ Vương quốc đã không giữ được, rất nhanh lại sẽ giang cánh bay cao. Mặt nạ được kéo xuống, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có điều, bọn họ phần nhiều hơn là khiếp sợ. Rất hiển nhiên, gần như tất cả mọi người không nghĩ tới, Liễu hội trưởng nổi danh trong vương thành và thiên tài Trương Huyền là cùng một người. Dù sao tu vi của hai người không giống nhau, diện mạo không giống nhau. Kinh nghiệm cũng có thể điều tra ra, hoàn toàn khác nhau. Đây là huy hiệu đẳng cấp của hai vị. Sớm biết rằng sẽ có một cảnh tượng như vậy, Khương Đường chủ khẽ cười, lấy ra hai huy hiệu đại biểu thân phận đưa tới. Sát hạch thành công, từ giờ trở đi, bọn họ chính là danh sư nhị tinh chính thức. Các vị, trường sư, mạc sư sát hạch danh sư nhị tinh thành công, cần phải đi phong sư điện tiếp nhận tán thành, lại cáo từ trước. Đặt huy hiệu ở trong lòng bàn tay của hai người, Khương đường chủ mỉm cười, ôm quyền nói với mọi người. Được, mau đi đi. Đây là lễ cũ của danh sư đường, chúng ta không quấy dậy nữa. Ngày hôm nay có thể chính mắt thấy được, độ tín nhiệm giữa danh sư và học sinh tới 99, liễu lão sư biến thành trương sư. Chuyến này cũng coi như giá trị. Biết ý tứ trong lời nói của đối phương, mọi người đều từ biệt. Lần này qua, chính là muốn xem thử chuông tập hợp vang lên, danh sư đường rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, biết được tất cả, chuyến này tới đây, cực kỳ có giá trị. Chuyện ngày hôm nay, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lưu truyền toàn bộ vương thành. Tên của Trương Huyền cũng sẽ rất nhanh chấn động 13 nước, trở thành thần tượng được vô số người sùng bái. chương 648, Khổng Sư, Người Thu Ta Đi 2. Rất nhanh, đại sảnh náo nhiệt chỉ còn lại có mấy vị danh sư. Những người khác đều rời ra ngoài. Trương sư, mạc sư, sát hạch trở thành danh sư nhị tinh, dựa theo lệ cũ, phải dẫn các người tiếp nhận tán thành. Mặt khác giảng giải trách nhiệm và nghĩa vụ của danh sư. Cùng đi phong sư điện thôi. Mọi người rời đi, Khương Đường chủ cười bắt chuyện. Được, biết có quy định này, Trương Huyền cũng không nói nhiều, đi theo ở sau lưng mọi người, ra ngoài phong sư điện lại ở gần đại sảnh sát hạch này, chỉ cần vài bước, mọi người đi vào trong đó. Gian phòng đặt rất nhiều bài vị của tiền bối danh sư. Ở chính giữa có một bức tượng to lớn đứng sừng sững, trong tay cầm cuốn sách, uy nghi tám phương. Cái này, mắt rơi vào trên bức tượng, đầu óc chấn động, trương huyền đầy mê man. Đây là, lão đầu kia. Người này sáng hôm nay thời điểm hắn được trời thừa nhận danh sư, đã từng gặp mắt. Bị kéo vào huyến cảnh, muốn thu mình làm học sinh, lúc đó đã bị mình trực tiếp từ chối. Không nghĩ tới phong sư điện này, lại có bức tượng. Lão nhân này là ai? Điện chủ đời trước sao? Hay là ai? Làm sao có thể đặt bức tượng của người vô sỉ như vậy ở tại chỗ này? Nhớ tới đối phương lại dám âm thầm đánh lén mình, Trương Huyền lại phiền muộn một hồi, không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía khương đường chủ, tiện tay chỉ qua, hét lớn một tiếng, ngạo nghễ chính khí. Đây là cái gì vậy? Phong sư điện, địa phương cao cấp như vậy, tự nhiên lưu lại bức tượng của một lão đầu đáng khinh, cũng quá không nghiêm khắc thận trọng đi. Lão đầu. Sắc mặt của tất cả đám người Khương Đường chủ, Tột sư, Lang sư đều nhất thời trắng bệch, thiếu chút nữa thì hôn mê. Đây chính là Khổng sư, danh sư muôn đời. Bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, cho dù là danh sư cửu tinh nhìn thấy, cũng phải cung kính hành lễ, không dám thở mạnh. Người này gọi thẳng lão đầu. Ta ngất. Người đây là phát điên sao? Làm càn. Vùng ống tay áo, tô sư không nhịn được quát mắng. Ta nói là sự thực, người này bất ngờ tập kích ta. Nhớ tới một cảnh tượng trước đó, hắn lại có chút buồn bực. Trương Huyền đang muốn nói thêm vài câu đột nhiên sửng sốt, không nhịn được nhìn về phía tô sư. Ngươi là ai vậy? Từ đâu xuất hiện? Ở đây có phần cho ngươi nói chuyện sao? Thiên Vũ Vương quốc tổng cộng 13 vị danh sư nhất tinh, ba vị danh sư nhị tinh hiện tại lại thêm mạc hoàng nhất và hắn cũng lại là năm vị nhị tinh. Những người này, trước đó hắn đều gặp qua, đều đã biết. Lão nhân này từ nơi nào xuất hiện, dám quát mắng mình. Không biết mình là danh sư nhị tinh sao? Thật to gan. Đám người khương đường chủ, quan phó đường chủ, trúc trưởng lão nắm tóc. Người nói khổng sư là lão đầu, vô sỉ, khiến người ta nổi điên. Hiện tại trực tiếp quát mắng một vị danh sư tứ tinh các danh sư theo vào đây tất cả cũng đều phát điên danh sư tứ tinh bọn họ đứng ở trước mặt thở mạnh cũng không dám nói chuyện cũng sợ lớn tiếng người này thì hay rồi trực tiếp quát mắng có cần mạnh như vậy hay không trương sư không cần phải gấp tô sư và lăng mỗ vừa từ phía xa đến lại không để cho khương đường chủ giới thiệu người không biết cũng là bình thường thấy bầu không khí xấu hổ lăng sư không nhịn được mở miệng Danh sư, có khí độ của danh sư. Hai người bọn họ cố ý che giấu, không biết cũng rất bình thường. Nhìn ngươi nói chuyện lễ độ, ta lại không tính toán nữa. Trương Huyền gật đầu. Đối phương thái độ thành khẩn, hắn cũng lười tính toán. Khổ khổ. Thấy dưới sự cố gắng của mình, thu được đối phương, tha thứ, Lăng sư, trương sư nhìn nhau, đồng thời bị sặc nước bọt một cái. Biết đối phương không biết thân phận của bọn họ, người không biết vô tội. Tô Sư cũng không giàu dĩ, giới thiệu. Mới vừa rồi là ta có chút lỗ máng, hiện tại ta giới thiệu cho ngươi một chút, ngươi sẽ biết tại sao lại nói như thế. Nơi này là phong sư điện, những người khác đều chỉ có thể là bài vị, cho dù là danh sư cửu tinh, cũng chỉ là nhớ một tên. Người này lại có thể được dựng tượng đứng sừng sững ở đây, ngươi chẳng lẽ còn không đoán ra được hắn là ai sao? Hắn là ai? Trương Huyền sừng sốt. Vừa vào cửa lại nhận ra dáng vẻ của lão đầu, nhớ tới đối phương lặng lẽ hạ thủ đối với mình, hắn vô cùng phẫn nộ, lập tức thốt ra. Không suy nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe giải thích như vậy, quả thật có vấn đề. Bài vị xung quanh, phía trên đều là danh sư cửu tinh, bát tinh danh sư danh tiếng chấn động đại lục. Người như thế cũng không có tư cách lưu lại bức tượng. Người này lại được đặt ở chính giữa, không thể không khiến người ta trầm tư suy nghĩ. Lẽ nào, hắn là nghĩ đến một loại khả năng trương huyền sửng sốt trợn tròn mắt không sai hắn chính là khổng sư tô sư vuốt dâu được tất cả mọi người kính ngưỡng chỉ cần sát hạch danh sư đều cần đến đây bái tế khổng sư trương huyền ngây người hắn vẫn không ngừng điều tra ra được sự tình của khổng sư chính là vì muốn học tập đối phương hóa giải thai độc tiên thiên đáng tiếc sự tích về đối phương trên đời không bảo tồn nhiều lắm điều tra tới điều tra lui thậm chí kết hợp với Thiên đạo Đồ thư quán, cũng chỉ biết được phương pháp trở thành danh sư cửu tinh, có khả năng giải độc này. Hắn vốn còn muốn đi danh sư đường khác cao cấp hơn tiếp tục tuần tra. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Khổng sư thu mình làm học sinh, mình tự nhiên, vẻ mặt chính khí từ chối. Lão đầu, ta, không đúng, Khổng sư, ta đáp ứng, ngươi nhanh thu ta, nhanh thu ta. Sắc mặt Trương Huyền lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên gầm rú một tiếng lao về phía bức tượng, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Tô sư, lăng sư. Khương đường chủ, rất nhiều danh sư. chương 649, tiền bối tán thành một. Đây chính là khổng sư. Người sáng lập danh sư đường, nhân vật đẳng cấp siêu cường thành lập danh sư. Có thể bái hắn làm sư, không chỉ có thể biết được phương pháp giải quyết thai độc tiên thiên, quan trọng hơn chẳng khác nào có cái núi dựa lớn. Người lợi hại như thế, thu làm học sinh, thế nào cũng phải cấp cho mót nghét một vạn khối linh thạch làm lễ gặp mặt. Nếu không, cũng có lỗi với thân phận lão sư của thiên hạ chứ. Sớm biết rằng người chính là khổng sư, giả vờ cái gì, khẳng định đáp ứng lập tức, nói cũng không nói thêm một câu. Trương Huyền cảm thấy hối hận tới mức xanh cả ruột. Khổng sư thu đồ đệ, tự nhiên từ chối. Trên thế giới còn có người nào ngu hơn so với hắn nữa sao? Sớm biết được, có cơ hội như thế, thế nào hắn cũng phải lật sách nhìn hình biết lão nhân này là ai, hắn không đến mức làm ra quyết định ngu xuẩn như thế. Trương sư, khổng sư qua đời từ lâu không biết đã bao nhiêu năm. Đây chỉ là bức tượng của hắn, không có ý thức. Thấy người này giống như điên, tô sư vội vàng tiến lên. Khổng sư sớm đã biến mất ở trên đại lục không biết bao nhiêu năm. Ở trên bức tượng cũng chỉ là một ít ý niệm còn sót lại mà thôi. Đừng nói người ở nơi này khóc lớn náo loạn lớn, cho dù đập nát bức tượng cũng vô dụng vẫn thu ngươi, thu cái gì? Ngươi cho rằng tường môn của khổng sư dễ dàng tiến vào như vậy sao? Chẳng lẽ không phải là hắn? Khác với suy nghĩ của tô sư, đám người khương đường chủ, trúc trưởng lão nhìn nhau, cũng đầy nghi ngờ. Buổi trưa, trời thừa nhận danh sư, khổng sư thu đồ đệ. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Kết quả, vị đồ đệ này, lập tức từ chối. Trước đó còn đang suy nghĩ có phải là vị trương sư trương huyền này hay không? Hiện tại xem ra không giống. Người xem vẻ mặt hắn khát vọng và chờ đợi, làm sao có thể từ chối cơ hội tốt như vậy. Đương nhiên, để cho Trương Huyền biết ý nghĩ của mấy người, khẳng định nước mắt sẽ chảy xuống, người nghĩ rằng ta muốn sao? Ta căn bản không biết có được hay không. Không có ý thức, được rồi. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn bức tượng trước mắt, quả thật vẫn không nhúc nhích, lại không có dao động ý niệm trước đó, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu ngón tay hắn len lén đưa tới. Vù, trong đầu xuất hiện sách. Bức tượng được làm tại La Hải Thành, chín tia thợ thủ công lưu lại, dùng đất ở dưới biển sâu nung lên 7749 ngày tạo thành, nghìn năm không bị hủy. Khuyết điểm, phụt, thân thể hắn thoáng lảo đảo một cái. Không cần suy nghĩ, thật sự là bức tượng. Đáng tiếc rõ ràng có cơ hội bái nhập khổng môn. Lại lãng phí như thế. Bắt đầu đi. Thấy vị thiên tài trương sư này, cuối cùng khôi phục lại bình thường, tô sư khoát tay áo. Ừ, Khương đường chủ bước lên trước. Các người tùy rằng thông qua sát hạch, được trao tặng huy hiệu danh sư, nhưng muốn có được các danh sư khác thừa nhận, còn cần tiếp nhận phong sư điện tán thành. Một khi thành công, sẽ thu được phần thưởng khí thức đặc biệt, cho dù không mang huy hiệu, phóng ra loại khí thức này, người ngoài cũng có thể nhận ra thân phận của ngươi. Hai người tô sư, lang sư vừa rồi vẫn chưa lấy ra huy hiệu, chỉ nói ra tên họ, Khương Đường chủ lại tin tưởng sâu sắc, không nghi ngờ, chính là bởi vì trong cơ thể bọn họ ẩn chứa loại khí tức đặc biệt này, có thể khiến cho các danh sư khác nước mắt nhìn ra thành công. Chẳng lẽ có người còn không có cách nào thu được tán thành sao? Trương Huyền nhìn qua, đương nhiên là có, cái gọi là tán thành là chỉ tiền bối thừa nhận. Nơi này có bài vị của vô số vị tiền bối, phía trên nắm giữ một ý niệm bọn họ trước đây lưu lại mặc dù không cách nào thành hình, cũng không có ý thức của bản thân mình, lại có thể phân biệt rõ ràng có thật sự có tư chất trở thành danh sư hay không. Khương đường chủ cười chỉ về phía trước. Các ngươi chỉ cần quỳ xuống ở chỗ này, có người thừa nhận, bài vị sẽ ngã xuống, nhận được một tán thành, thu được một khí tức, tán thành càng nhiều, khí tức càng nhiều, cũng lại cho thấy, tiền đồ sau này không thể đo đếm, có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Thì ra là thế, Trương Huyền hiểu được, hắn trực tiếp sát hạch danh sư nhị tinh cũng chưa từng tới nơi đây rất nhiều chuyện hắn căn bản không biết rõ ràng ngược lại là mạc hoàng nhất biết rất nhiều không có quá nhiều kinh ngạc vậy không tán thành lại như thế nào sẽ hủy bỏ tư cách danh sư sao có tán thành sẽ được công nhận không được tán thành thì như thế nào cũng không thể để đối phương cực cực khổ khổ sát hạch thành công cũng bởi vì một ít bài vị không thừa nhận lại thủ tiêu tư chất của hắn sẽ không Khương đường chủ lắc đầu. Thật ra không chiếm được tán thành, cũng rất bình thường. Chủ nhân của những bài vị này, khi còn sống đều là nhân vật lớn. Chỉ có có thể khiến cho bọn họ để vào trong mắt, mới có thể thừa nhận. Dưới tình huống bình thường, danh sư nhất tinh, tỷ lệ thành công, không vượt quá 1%. Danh sư nhị tinh, cũng chỉ có 10% mà thôi. 10% Mọi người líu lưỡi. Nói thật, cái xác suất này thật sự quá thấp đạt được danh sư tam tinh, sẽ có 20%. Tứ tinh là 40%, ngũ tinh 70%, chỉ có danh sư lục tinh, có khả năng trăm phần trăm thu được tán thành. Chỉ có điều, là mấy bài vị ngã xuống, lại không nhất định giống nhau. Khương đường chủ gật đầu. Nghiệp đoàn của bọn họ mặc dù không có danh sư vượt quá nhị tinh, nhưng những điều này đều là kiến thức căn bản. Làm đường chủ, biết rất rõ, không cần hỏi thăm, mở miệng lại tới. Điều này, lúc này Trương Huyền mới hiểu được độ khó. Danh sư lục tinh, bất kể ở chỗ nào, cũng tuyệt đối được cho là cường giả siêu cấp, danh chấn một phương. Người như thế, sẫm chân một cái, liên minh vạn quốc sợ rằng cũng sẽ bị hủy diệt. chương 650, tiền bối tán thành 2. Nhân vật cấp bậc siêu cấp như vậy, mới có thể bảo đảm trăm phần trăm thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được độ khó trong đó. Phong sư điện tán thành, chỉ là một loại vinh dự được càng nhiều người tán thành, đại biểu sau này thành công lại càng lớn, thiên phú càng cao. Một vị thiên tài nổi danh nhất ở Liên minh Vạn Quốc, Khương Tử Kiệt, chưa đầy 30 tuổi, lại sát hạch danh sư tứ tinh thành công, truyền ra thành giai thoại một đời. Trước đây, thời điểm nhị tinh, từng khiến cho bảy khối bài vị tán thành. Tô sư nhìn qua, cười nói. Thiên vũ vương quốc Việt đỉnh thiên tài là mạc hoàng nhất. Vị Khương Tử Kiệt này, chính là người đứng đầu Liên minh Vạn Quốc. Chưa đầy 30 tuổi, sát hạch danh sư tứ tinh thành công. Trương Huyền liếu lưỡi. Hắn biết danh sư cơ bản đều già 7, 80 tuổi. Tuổi còn trẻ, chưa đầy 30 lại sát hạch tứ tinh thành công, thiên phú quả thật đáng sợ. Mạc Hoàng Nhất được gọi là thiên tài, vừa so sánh với hắn cũng buồn bã không ánh sáng. Phải biết rằng, danh sư càng về phía trước thì càng khó. Đối với mức yêu cầu độ tâm cảnh cũng lại càng lớn. Không ít cường giả nghe rất có thiên phú tam tinh là một cửa ải lớn, suốt đời cũng khó có thể vượt qua. Dựa theo phân chia cấp bậc của nghiệp đoàn tổng bộ, vừa đến tam tinh là danh sư sơ cấp. Tứ tinh đến lục tinh là danh sư trung cấp, thất tinh đến cửu tinh là danh sư cao cấp. Giữa tam tinh và tứ tinh, tranh lệch một chiều ngang lớn, giống như tranh lệch giữa thông huyền và tông sư, người bình thường không thể nào thành công. Các ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng, nhận được tán thành là hay nhất, không nhận được, cũng không quan trọng danh sư đường chúng ta đã có 300 năm không ai được thành công. Ta chỉ là hy vọng, ở thời gian ta làm đường chủ, có thể xuất hiện một lần như vậy. Sau đó đi đường khác, cũng có vốn liếng để khoe khoang. Khương đường chủ cười khổ nói. Ừ, Trương Huyền gật đầu, còn tưởng rằng là phải nhận được tán thành, hiện tại xem ra, không quan trọng. Cũng đúng, khẩu vị của danh sư không bình thường, có đôi khi người coi trọng, hắn chưa chắc coi trọng. Lại nói, chủ nhân của những bài vị này đã sớm qua đời. Một điểm ý niệm mà thôi, không được thừa nhận, cũng không tính là gì cả. Mạc sư, người tới trước đi. Giải thích xong, Khương đường chủ ngoắc tay. Được. Mạc Hoàng Nhất gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Trước đây thời điểm danh sư nhất tinh, hắn vẫn chưa nhận được tán thành. Lúc này sát hạch nhị tinh thành công, hắn muốn xem thử, có cơ hội hay không. Một khi thành công, lập tức danh tiếng quang vinh trong thiên hạ, lưu truyền thiên cổ chí ít không cần ở dưới sức ép của trương huyền ảm đạm không ánh sáng hít sâu một hơi hắn bước lên trước đi tới trước bồ đoàn ở chính giữa đầu gối cong lại quỳ xuống vãn bối mạc hoàng nhất bái kiến các vị tiên sư khẩn cầu thu được tán thành âm thanh hắn lanh lành nói xong thân thể ép sát mặt đất như thế nào trương huyền vội vàng nhìn lại các danh sư khác thậm chí tô sư Lăng Sư cũng không nhịn được nhìn qua. Mạc Hoàng Nhất, thiên tài nổi danh nhất thiên vũ vương quốc trong nghìn năm qua, tuổi còn trẻ lại sát hạch nhị tinh thành công. Nếu như không tính tới tên biến Thái Trương Huyền này, ở hiên viên vương quốc hắn cũng tiếng tăm lừng lẫy. Người như thế nếu như cũng không nhận được sự thừa nhận, tán thành của phong sư điện, cũng thực sự quá khó khăn. Mọi người không dám nói một lời nào, cả phòng kim rơi cũng có thể nghe được. Giang giác, không biết qua bao lâu, thời điểm mọi người ở đây cảm thấy khả năng không có hy vọng, một bài vị lắc lắc, ngã xuống. Âm âm, lập tức, một khí thể màu xanh mờ nhạt, từ trong điện bay thẳng tắp ra, bao phủ về phía mạc hoàng nhất. Đây là, loại khí thể đặc biệt trời thừa nhận danh sư sao. Nhìn thấy được khí thức này, Trương Huyền sửng sốt. Thời điểm trời thừa nhận danh sư, hắn từng được một loại khí thức đặc biệt bao quanh, do đó dẫn đến mức độ tâm cảnh tăng lên rất nhanh. Không nghĩ tới, Phong sư điện tán thành cũng có công hiệu tương tự. Thảo nào nói sau khi trời thừa nhận danh sư, cho dù không có huy hiệu, các danh sư khác cũng sẽ thừa nhận. Hóa ra cái gọi là khí tức tán thành chính là thứ này. Quá loãng. Xác nhận được cái gì, trương huyền không nhịn được lắc đầu. Thời điểm hắn được trời thừa nhận danh sư, khí tức giống như khói báo động, rất dày rất lớn. Còn cái này của đối phương chỉ có một luồng, lớn bằng ngón tay vậy, nhỏ tới mức đáng thương sông lớn cùng dòng suối hai bên không thể so sánh nổi. Vù, sau mấy hơi thở khí tức bị hấp thu sạch sẽ, sắc mặt mạc hoàng nhất vui mừng, không nhịn được đứng dậy. hắn khó có thể kìm chế được sự hưng phấn trong lòng. Mặc dù chỉ là một bài vị ngã xuống, nhưng nói rõ nhận được một vị tiền bối tán thành, phá tan kỷ lục thiên vũ vương quốc mấy trăm năm qua không người nào thành công. Lợi Hải, không hổ danh là đệ nhất thiên tài trước kia của vương quốc chúng ta hơn 300 năm, là người đầu tiên nhận được tán thành. Tốt, tốt, sau đó lão già triệu tước kia, lại không đắc ý nổi nữa. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đám người khương đường chủ, trúc trưởng lão không nhịn được hưng phấn la lên. Vương quốc sát hạch không ít danh sư, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy được có người thành công, kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Không tệ, danh sư nhị tinh khiến tổ tiên tán thành, thiên phú không thể đo đếm. Cho dù là ta, cũng phải danh sư tam tinh mới được thừa nhận. Tô sư cũng thỏa mãn gật đầu. Đúng vậy, người danh sư tam tinh nhận được thừa nhận, đã coi như là không tệ. Ta là trở thành danh sư tứ tinh, mới khiến cho một bài vị ngã xuống. Xem ra thiên phú của vị Mạc sư này, quả thật không tầm thường. Lăng sư cũng mỉm cười. Tô sư, Lăng sư, ở thời điểm danh sư nhị tinh, chưa từng nhận được thừa nhận, đủ thấy độ khó. Được rồi, Mạc sư nhận được thừa nhận Trương sư, tới phiên ngươi. Sau khi hết khiếp sợ, Khương Đường chủ mở miệng. Mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung qua. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 651, bức tượng của Khổng Sư vỡ một. Được, Trương Huyền gật đầu. Hắn là danh sư được trời thừa nhận, cho dù không cần tiền bối tán thành cũng không sao. Chỉ có điều nếu tới nơi đây, vừa vặn hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc có thể thu được đối phương thừa nhận hay không hai bước đi tới bổ đoàn trước mặt, hít sâu một hơi, đầu gối gập lại, quỳ xuống. Vãn bối trương huyền, bái kiến các vị tiên sư, khẩn cầu thu được tán thành. Hắn khấu đầu hành lễ, giống hệt với mạc hoàng nhất trước đó. Mọi người đồng loạt nhìn qua, tô sư, lang sư mặc dù là danh sư tứ tinh, cũng không nhịn được có chút khẩn trương, nắm đấm nhất thời siết chặt. Người này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, có lẽ lại có thể phá tan kỷ lục của Khương Tử Kiệt gian phòng yên tĩnh kim rơi có thể nghe được, bài vị ở khắp phòng, yên tĩnh ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hình như không có bất kỳ phản ứng nào. Lẽ nào, không nhận được một tiền bối nào thừa nhận. Đợi một hồi, không có bất cứ động tính gì, rất nhiều danh sư nhìn nhau. Mỗi người nhìn ra được sự mơ hồ từ trong mắt đối phương. Vị trương huyền này liên tục phá tan nhiều kỷ lục như vậy, giảng dạy học sinh, còn đạt được độ tín nhiệm 99, Chắc hẳn là có thể nhận được không ít cường giả tán thưởng, làm sao có thể một chút động tính cũng không có. Quá khác thường, bình thường thời gian uống cạn một chén trà, không có động tính, đã nói rõ không có được tán thành. Hiện tại thời gian đã qua, xem ra là thất bại. Yên tĩnh một lát, Khương Đường chủ tính toán thời gian một chút, đầy thất vọng. Dựa theo thành tích của hai người, Mạc Hoàng Nhất cũng có thể làm cho một vị tiền bối tán thành. Trương Sư hẳn phải có không ít cường giả công nhận mới phải. Nhưng tình huống hiện thực lại là một chút động tính cũng không có, khiến cho tâm tình của hắn không nhịn được có chút giảm sút. Tiền bối tán thành, không phải xem thiên phú, thực lực, mà là xem người có thích hợp làm học sinh của hắn hay không. Một lát sau, Tô Sư mở miệng. Có thể là thiên phú của vị trương sư này quá cao, khiến cho những tiền bối đều cảm thấy áp lực. Hiện tại cũng chỉ có giải thích này, bằng không, ai cũng không hiểu nổi mạc hoàng nhất thiên phú yếu hơn thành công thiên phú mạnh mẽ ngược lại thất bại đúng vậy chắc là như vậy nếu không làm sao có thể một tán thành cũng không có khương đường chủ cười gượng gật đầu đang muốn nói tiếp lại thấy quan phó đường chủ ở một bên vẻ mặt sốt ruột chỉ về phía trước không đúng mau nhìn mọi người sốt ruột vội vàng ngẩng đầu chỉ thấy bên trong căn phòng rất nhiều bài vị vẫn không chút động đậy cũng không có phát sinh biến hóa quan phó đường chủ. Khương Thư nghi ngờ nhìn qua. Không phải những bài vị đó, mà là sắc mặt quan phó đường chủ nhất thời trắng bệch, môi run lên. Mà là bức tượng của khổng sư. Mọi người sửng sốt, nhìn về phía bức tượng cao lớn ở chính giữa. Chỉ thấy bức tượng gỗ đặt ở trên mặt đất, đột nhiên. Lắc một chút, bức tượng lắc lư. Lần này không chỉ những người khác kỳ quái, ngay cả tô sư, lăng sư cũng cảm thấy suy nghĩ không rõ ràng trước đó đã thấy qua bài vị đều rơi xuống đất chưa từng nghe qua bức tượng khổng sư lắc lư không phải lắc lư đang thấy kỳ quái khương đường chủ đột nhiên nhìn ra cái gì thét lên một tiếng chói tai trương sư cẩn thận còn chưa nói dứt lời chỉ thấy bức tượng cao lớn của khổng sư két một tiếng đổ xuống trương huyền bái lại dưới rất nhiều bài vị vị trí chính là phía trước bức tượng một lần đổ này lại đập tới đầu hắn ta ngất đang quỳ gối tại chỗ, chờ tán thành, Trương Huyền nằm mơ cũng không nghĩ tới, một bức tượng lớn như vậy sẽ đập xuống. Sắc mặt thoáng một chút trở nên khó coi, lúc này trốn cũng không kịp, hắn không thể làm gì khác hơn là vội vàng đứng dậy, hai tay nghênh đón. Âm, uhm, nắm đấm và bức tượng va và chạm vào nhau. Hắn là cường giả tông sư đỉnh phong, thân thể còn cường đại đến 9999 đỉnh. Bức tượng của khổng sư đổ xuống, cho dù lại kiên cố nữa cũng chỉ là một bức tượng điêu khắc, làm thế nào chịu được ầm một tiếng từ trong đó nổ tung xôn xao trong nháy mắt bức tượng của khổng sư bị đánh nát rất nhiều bài vị trồng chất ở bên trong phòng đồng thời giống như tiếng đậu xào vậy ngã xuống ngay sau đó phong sư điện cũng két két rung lên mau lui lại sắc mặt khương đường chủ nhất thời trắng bệch la lên một tiếng dẫn theo rất nhiều danh sư lui về phía sau lao vọt ra ngoài trương huyền cũng không dám do dự theo sát ở phía sau lao ra mới vừa rời khỏi phòng chỉ thấy đại điện trước mắt ầm một cái đổ xuống bụi bặm bay lên bụi bặm từ từ bay lên giống như sóng lớn cuồn cuộn chuyện này trời ạ à, chuyện gì xảy ra vậy tất cả khương đường chủ và mấy vị danh sư khác đều choáng váng đồng loạt nhìn về phía người thanh niên đứng cách đó không xa vẻ mặt vỡ mộng hận không thể bóp chết hắn người khác bái tế hoặc là nhận được tán thành hoặc là không nhận được tán thành. Nhưng hắn thì hay rồi, bái lạy một chút, phá hủy đi bức tượng của Khổng Sư. Cái này si còn chưa hết, toàn bộ phong sư điện cũng cả sụp. Có nhầm hay không? Khổng Sư, lão sư của thiên hạ, tồn tại được người người kính nể, e sợ. Bức tượng đổ xuống, cho dù sắp đập phải ngươi, ngươi trung quy cũng nên đỡ lấy chứ. Trực tiếp giơ nắm đấm lên, tình huống thế nào? Động thủ đối với Khổng Sư. Cũng đủ rồi rất nhiều danh sư, mỗi một cảm thấy trước mắt choáng váng. Chỉ thấy người thanh niên cách đó không xa, nhìn đống đổ nát trước mắt, không ngừng vò đầu. Cái này, ta tính là được tán thành không? Tán thành, chương 652, bức tượng của khổng sư vỡ 2. Tán thành em gái người ấy. Mọi người nước mắt chảy ra ào ào. Người đập nát bức tượng người ta, hủy đi từ đường, còn bảo người ta tán thành thế nào? Mọi người phát điên, thật ra trương huyền cũng suy sụp thừa nhận thì thừa nhận không thừa nhận thì không thừa nhận bức tượng lớn như vậy đổ xuống là có ý gì có thể bảo đảm nghìn năm không hỏng bức tượng này cho dù cứng rắn kém hơn so với tảng đá cũng không khác biệt lắm không ngăn cản thật sự bị đập ở trên đầu cho dù thân thể hắn có phòng ngự vô địch cũng sợ rằng sẽ phải bị trọng thương nhất định là lão đầu trả thù vẻ mặt hắn đầy bất đắc dĩ trước đó khổng sư muốn thu làm đệ tử Hắn không đáp ứng. Hiện tại nhất định là cố ý trả thù, nếu không, bức tượng lớn như vậy làm sao có thể đột nhiên đổ xuống? Ngay cả phòng sư điện cũng lại sụp đổ. Cái này thì hay rồi, muốn giải thích cũng giải thích không được. Chuyện ngày hôm nay ai cũng không cho phép nói ra. Buồn bực một lát, Tô sư nhìn quanh một vòng, căn dặn một câu. Bức tượng của Khổng sư vỡ nát, phong sư điện sụp đổ, giống như phần mộ tổ tiên bị người ta đào lên vậy một khi truyền đi, người khác nhất định sẽ cười đến rụng răng. Uy tín của danh sư đường bọn họ cũng còn không tồn tại nữa. Duy nhất có thể làm chính là hạ lệnh phong khẩu. May là ở đây tổng cộng cũng chỉ còn lại mấy vị. Lại thêm mỗi người đều có thân phận, nói vậy cũng sẽ không để chuyện mất mặt như vậy, truyền ra ngoài. Vâng. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Được rồi, không được tán thành cũng không có gì. Hai vị thành danh sư, ta liền giới thiệu với các người một chút về trách nhiệm và nghĩa vụ của danh sư. Biết thảo luận chuyện này là tự tìm không vui, Khương Đường chủ nhìn lại. Sư giả, sở dĩ truyền đạo dạy nghề giải thích nghi hoặc đều có. Làm danh sư càng phải như vậy, trước đây Khổng sư thành lập danh sư đường, mục đích quy phạm nghề nghiệp chỉ có một. Đó chính là người người như rồng, người người như rồng. Mạc Hoàng Nhất, Trương Huyền đều nhíu mày không sai các vị được thế giới bây giờ thấy yên tĩnh không sóng gió các loại chức nghiệp huy hoàng trói mắt trên thực tế không phải như vậy sắc mặt khương đường chủ nghiêm trọng ở thời đại khổng sư nhân loại cũng không phải là bá chủ duy nhất của toàn bộ đại lục trong đó còn có một chủng tộc cường đại khác dị linh tộc dị linh tộc ừ đây là một chủng tộc đặc biệt lợi hại vừa sinh ra lại mang theo lực lượng vượt qua trí tôn vô cùng cường đại mà nhân loại khi đó một khi bị bắt cũng chỉ có thể làm nước phụ thuộc, bị nó nô dịch." Khương Đường chủ chậm rãi nói. Khổng Sư dẫn dắt nhân loại cuối cùng trấn áp hắn, vì có thể để cho nhân loại trở nên càng cường đại hơn, mới sáng lập ra danh sư đường, truyền dạy không phân biệt, truyền thừa thiên hạ, mục đích chính là khiến cho chúng ta trở nên càng thêm lợi hại, có đầy đủ lực lượng tự bảo vệ mình. Điều này, Trương Huyền đầy chấn động kinh ngạc. Tuy rằng thu thập không ít sách, nhưng những bí mật dính dáng đến thượng cổ không có một quyển nào ghi chép, cũng chưa từng nghe qua. Dù thế nào hắn cũng không ngờ, trên thế giới còn có chủng tộc cường đại như vậy, vừa sinh ra lại nắm giữ lực lượng ngoài trí tôn. Các người biết, vì sao độc sư bị người phỉ nhổ, không được chức nghiệp cửu lưu tán thành hay không? Khương đường chủ tiếp tục nhìn qua. Hai người lắc đầu. Tình huống bình thường, độc sư tuy rằng giết người ở trong vô hình, khiến người ta khủng khiếp, trên thực tế cũng có ích lợi rất lớn, không thể chỉ một mực phủ định. Nhưng độc sư lại bị vô số chức nghiệp chán ghét, không phải là khiếp sợ, lo lắng về bọn họ, mà là ở thời đại kia, bọn họ từng đầu nhập vào dị linh tộc, núi giáo cho giặc, tàn hại nhân loại ruột thịt. Khương Đường chủ nói. Hai người hiểu được. Trước đó Trương Huyền cũng cảm thấy kỳ quái, độc sư tuy rằng khủng khiếp, nhưng cũng không phải là gặp người lại hạ độc, không cần thiết đề phòng như vậy, đuổi bọn họ ra khỏi vương thành, gửi thân nơi Hồng Liên Sơn mạch. Nghe được vậy, hắn mới biết là rất nhiều chức nghiệp chưa từng tha thứ đối với chuyện của bọn họ trước kia. Lâu ngày, thù hận tuy rằng quên, nhưng thói quen lại không đổi được, trở thành cục diện hôm nay. Độc sư, ở trong phạm chức nghiệp phi bình thường, thật giống như chuột chạy qua đường. Tuy rằng không ai nguyện ý chủ động đắc tội, nhưng cũng không có danh tiếng gì tốt. Được rồi, các ngươi mới là danh sư nhị tinh, hơn nữa việc này qua cũng lâu. Sĩ linh tộc sớm đã biến mất ở dòng sông dài lịch sử, không cần thiết dầu dĩ nữa. Khương Đường chủ mỉm cười, không tiếp tục dây dưa ở trên đề tài này. Mặc dù không có nguy cơ dị linh tộc, nhưng danh sư truyền thừa giữ lại, chỉ cần trở thành một trong những thành viên, lại phải làm được bổn phận của lão sư, nghiêm khắc tuân thủ quy định, dùng sách giáo dục người. Giáo hóa thiên hạ, người trong thiên hạ mới cho danh sư địa vị thân phận cao cao tại thượng, mà không phải trở thành danh sư, mới có thân phận và địa vị cao cao tại thượng. Sắc mặt Khương Đường chủ nghiêm túc nếu như sau này để cho ta biết được, hai người các ngươi có ai làm sằng làm bậy, không để ý tới quy định, cho dù không cần ta ra tay, danh sư đường khác cũng sẽ tự động thanh lý, trục xuất người đó. Vâng, gai người trương huyền đồng thời gật đầu. Nhớ kỹ, trở thành danh sư cũng không phải một loại vinh dự và địa vị, mà là một loại trách nhiệm và nghĩa vụ. Chỉ có để học sinh ở trong lòng, thật sự giáo dục dạy người, truyền giáo thiên hạ, mới có thể thực sự trở thành lão sư tốt, được vạn nước dương danh. Giao phó xong, lúc này Khương đường chủ mới khoát tay áo. Được rồi, nên nói đều nói rồi. Đi tới đại sảnh, vừa vặn cũng giới thiệu cho các người một chút về tô sư, lăng sư. Được, mọi người lên tiếng, đi về phía phòng tiếp khách của danh sư đường. Bọn họ rời khỏi, ai cũng không có chú ý, trên vô số bài vị, bức tượng của khổng sư, chậm rãi xuất hiện từng khí thức đặc biệt rất nhỏ, hội tụ lại, hình thành một dòng nước lũ cực lớn. Bởi vì không có người tiếp nhận, thời gian không lâu chậm rãi tiêu tan, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. chương 653, tiên sư gặp cự từ chối, hóa thành tiếng chuông rên rỉ một. Liên minh vạn quốc, danh sư đường, điện nghị sự. Chuyện lần này, nói vậy mọi người đều biết, hy vọng các vị có thể dốc hết toàn lực, không nên làm giảm sút danh tiếng của chúng ta một lão nhân ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi chính giữa gương mặt lạnh lùng bàn tay lớn phất một cái đường chủ danh sư đường của liên minh vạn quốc danh sư tứ tinh đỉnh phong khang cảm đường chủ đường chủ yên tâm chúng ta sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm thí sinh thích hợp sẽ không làm giảm sút danh tiếng liên minh vạn quốc chúng ta tô trưởng lão lăng trưởng lão nghe nói hiên viên vương quốc bên kia xuất hiện một thiên tài mấy ngày trước đã chạy tới đó bạch trưởng lão lộc trưởng lão Nghe nói chỉ Viễn Vương quốc bên kia có thiên tài sát hạch thành công, 8 ngày trước đã đi qua. Trong phòng rất nhiều lão nhân đều trả lời. Những lão nhân này đều mặc trường bào danh sư đặc biệt, trước ngực gắn huy hiệu ghi chú đẳng cấp, tệ nhất cũng là nhị tinh, cao hơn còn có tam tinh, tứ tinh, phản xạ ra ánh sáng, khiến người ta lóe mắt. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị trước, ứng phó thật tốt, trước kia liên minh vạn quốc chúng ta đều ở lót đáy, lần này nhất định phải khiến cho bọn họ nhìn thấy thiên tài của chúng ta không kém chút nào. Đường chủ hư một tiếng, gật đầu. Ừ, mọi người lên tiếng, đang muốn nói tiếp, một tiếng chuông đột nhiên vang lên. Mang theo tiếng rên rỉ, giống như xuất hiện biến cố gì to lớn. Cong cong cong, ngay sau đó vô số tiếng chuông liên tiếp vang lên. Chuyện gì xảy ra? Khang đường chủ đột nhiên đứng phát dậy. Vị trí phương hướng kia là phong sư điện. Liếc mắt thoáng nhìn, hiểu rõ phương hướng âm thanh truyền đến một vị danh sư biến sắc la lên xem thử đám người khang đường chủ không thể tiếp tục kìm chế được vội vàng liền xông ra ngoài đi tới phong sư điện vừa đẩy cửa nhìn lại chỉ thấy vô số bài vị tiên sư không ngừng rung lên giống như gặp phải chuyện gì thương tâm không ngừng rên rỉ từng khí thức đặc biệt quay xung quanh bồi hồi giống như sấm rền gào thét không dừng đây là tiên sư gặp cự tuyệt hóa thành tiếng chuông rên rỉ biến sắc thân thể khang đường chủ thoáng lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sắp xuống tiên sư gặp cửa tuyệt có ý gì thấy hắn thất thố như vậy một vị danh sư không nhịn được hỏi lên sát hạch danh sư thành công cần phải được tiền bối tán thành rất nhiều người đều coi đây là vinh dự khang đường chủ giải thích mọi người gật đầu đây là chuyện danh sư đều biết sát hạch đẳng cấp càng thấp tiền bối tán thành càng nhiều đại biểu sau đó thành tựu lại càng lớn cũng lại càng đáng tự hào. Làm danh sư, chúng ta đều biết, lão sư có thể lựa chọn học sinh, học sinh cũng có thể lựa chọn lão sư. Khang đường chủ nói đến đây, nắm đấm nhất thời siết chặt, hình vẫn không dám tin tưởng. Các đời trước có thể tán thành vãn bối, đồng thời, cũng sẽ gặp phải từ chối. Từ chối, tiền bối tán thành, chẳng những là vinh dự, cũng có thể ban tặng khí thức đặc biệt, khiến cho tâm cảnh nâng cao. Có người sẽ từ chối sao? tất cả mọi người sửng sốt, đều trợn tròn mắt. Tiền bối tán thành, đại biểu cho vinh dự vô thượng không nói, quan trọng hơn chính là có thể trợ giúp tâm cảnh nâng cao. Có người từ chối, có ý gì? Đúng, có người sẽ từ chối. Dung hợp khí tức ban cho, chẳng khác nào in lại ý niệm của vị tiền bối này và nắm giữ nghĩa nửa lão sư với hắn. Các vị cũng biết, tình nghĩa nhận được, chẳng khác nào dính vào nhân quả, phải có hồi báo mới có khả năng hoàn chỉnh. Một ít cấp thiên tài, không muốn tiếp nhận loại tình nghĩa này liền trực tiếp từ chối khang đường chủ nói điều này mọi người ngây người 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 như bọn họ mỗi ngày vẫn nằm mơ muốn khiến cho tiền bối tán thành lại có người từ chối sốt cuộc làm sao làm được bài vị của tiền bối mặc dù chỉ là một tàn niệm lại ẩn chứa tinh thần của bọn họ khi còn sống bị hậu bối từ chối tự nhiên rên rỉ không dừng chính là loại tình huống trước mắt này tiên sư gặp cự tuyệt hóa thành chuông rên rỉ những điều này ta cũng chỉ thấy qua ở trong sách không nghĩ tới là thật sắc mặt khang đường chủ trở nên trắng bệch mấu chốt nhất chính là nhiều bài vị như vậy đồng thời rên rỉ cho thấy những tiền bối đồng thời tán thành người kia kết quả bị cự tuyệt nhiều tiền bối như vậy đồng thời tán thành sao điều này loại chuyện này làm sao có thể tất cả mọi người giật nảy mình thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi Liên minh vạn quốc mấy trăm năm qua, thiên tài nổi danh nhất là Khương Tử Kiệt, cũng chỉ được bảy vị tiền bối tán thành. Ai vậy, thoáng một cái nhận được tất cả tiền bối tán thành, mấu chốt nhất chính là còn từ chối. Ta nghe nhầm sao? Tất cả danh sư danh sư đường của Liên minh vạn quốc, môi đều run rẩy, vẻ mặt phát điên. Điều tra tỉ mỉ cho ta, khẳng định ở bên trong Liên minh vạn quốc chúng ta. Bằng không, không có khả năng xuất hiện loại chuyện như vậy một vị thiên tài khiến cho các hiền bái phục, tất cả tán thành, nếu như có thể mời đi theo, tuyệt đối có thể tạo thành chấn động. Hai mắt khang đường chủ tỏa ra ánh sáng, đang muốn tiếp tục phân phó, mặt đất đột nhiên chấn động. chương 654, tiên sư gặp cửa từ chối, hóa thành tiếng chuông rên rỉ hai. Xôn sao, chỉ thấy bức tượng của khổng sư ngay phía trước cũng run rẩy kịch liệt, không ngừng rên rỉ. Khổng sư rên rỉ, lẽ nào? Khổng sư cũng bị cự tuyệt, tất cả mọi người ngây người tại chỗ, giống như gà gỗ. Khang đường chủ cũng mở miệng, câu nói kế tiếp, lại cũng nói không nên lời. Cái này, thật sự không cần phải để ý tới sao. Thấy đám người khương đường chủ xoay người rời khỏi, cũng không để ý tới bức tượng của khổng sư bị bài vị tiền bối bị đè ở phía dưới, Trương Huyền không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Đây chính là bức tượng của lão sư thiên hạ, bài vị của vô số tiền bối, thế nào? danh sư nhìn thấu bản chất của sự vật trọng ý không trọng hình đối với khổng sư và tiền bối kính ngưỡng ở trong lòng mà không phải ở trên những bài vị này nếu không bài vị ngã xuống vốn chính là bất kính lớn thế nào còn có thể có vãn bối cam tâm tình nguyện chờ yên tâm đi danh sư đường có thợ thủ công đặc biệt chịu trách nhiệm sửa chữa chắc hẳn không bao lâu là có thể khiến cho phong sư điện lại hoàn hảo như lúc ban đầu khương đường chủ giải thích trọng ý không trọng hình trương huyền gật đầu nói như vậy ngược lại không tệ danh sư hắn biết đám người lưu lăng trang hiền khương thư cũng không lấy danh sư làm cái gì cao giá ngược lại và người bình thường như nhau gặp phải đối trực tiếp thừa nhận gặp phải sai mở miệng phản bác thuận ý thì làm hài lòng vì chuyện biết đối phương hiểu hắn đánh nát bức tượng của khổng sư cũng là hành vi vô tâm lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một đường đi tới chỉ chốc lát bọn họ đã đi tới phòng nghị sự Ta hiện tại giới thiệu cho các người một chút, hai vị này là danh sư tứ tinh đến từ Liên minh Vạn Quốc, Tô Sư, Lăng Sư. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Khương Đường chủ giới thiệu. Danh sư tứ tinh, Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất sửng sốt, đồng thời bị dọa cho giật mình. Trước đó bọn họ đều cho rằng hai người này là danh sư nhất tinh từ vương quốc khác qua. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, lại là tứ tinh. Nhất là Trương Huyền, cảm thấy mặt cũng xanh dần. Trước đó, hắn lại từng quát mắng đối phương. Hai vị thiên tư ngang dọc, sau này trở thành danh sư tứ tinh, chỉ là vấn đề thời gian, không cần thiết câu nệ. Tô sư mỉm cười, nhìn qua. "Trương sư, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết có tiện hay không?" Tô sư mời nói. Biết đối phương là danh sư tứ tinh, Trương Huyền không dám cao giá, cung kính ôm quyền. "Danh sư tứ tinh, không chỉ có lượng tri thức uyên bác, quan trọng nhất chính là tu vi cao thâm." muốn trở thành danh sư tam tinh ít nhất phải nắm giữ thực lực cấp trí tôn tứ tinh sợ rằng tu vi đã đạt được trí tôn trở lên nghe nói dương sư lại ở vương thành không biết ta và lăng sư có thể bái kiến một chút hay không tô sư nói bái kiến dương sư khóe miệng trương huyền giật một cái thiếu chút nữa ngất đi làm gì có dương sư nào phía sau người lão sư này chính là chính hắn hai vị danh sư tứ tinh muốn đi bái kiến làm sao bây giờ? Lừa gạt Khương thư cũng tốn sức của chín châu hai hổ. Đối phương lại là danh sư tứ tinh, muốn lừa gạt sợ rằng không đơn giản như vậy. Chỉ sợ cho dù tính cả hắn dùng ra năng lực Ngụy Trang Sư, đối phương cũng có thể nhìn ra một chút. Thế nào, không có thuận tiện sao? Tô sư nhìn qua, ngược lại không phải vậy, chỉ là gia sư luôn luôn di chuyển không ngừng, ngay cả ta cũng không biết ở nơi nào. Trương Huyền vội vàng giải thích. Như vậy đi, gia sư một khi xuất hiện, ta lại bẩm báo. Ừ, vậy làm phiền Trương Sư. Tô Sư mỉm cười. Mặc dù là danh sư tứ tinh, hai người không có bất kỳ cảm giác cả vú lấp miệng em nào, ngược lại mang theo sự hòa ái. Theo lời đồn đại, danh sư càng lợi hại càng là như vậy, bơ ăn không, cũng không có khả năng rất nhanh thu được học sinh tán thành, học tập thật tốt tri thức. Được rồi, các người sát hạch xong, ta cũng sẽ không vòng vo nữa. Ta và Lăng Sư lần này tới đây, thứ nhất là bởi vì thành tích sát hạch của Trương Sư quá mức kinh người, muốn đích thân tới xem thử một chút. Thứ hai, còn có một việc, có khả năng cần phải nhờ hỗ trợ. Thấy hắn đáp ứng, Tô Sư không tiếp tục giàu trong vấn đề này dĩ, vuốt dâu, nói. Tô Sư có việc phân phó là được, danh sư đường của Thiên Vũ Vương quốc chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Khương đường chủ vội hỏi, trước không nói, đối phương là thượng cấp của hắn, cho dù không phải, danh sư tứ tình cũng có tư cách ra lệnh cho bọn họ. chương 655, trên liên minh 1 Vậy ta không khách khí nữa. Tô sư có chút do so dự, nói. Liên minh vạn quốc chúng ta, địa vị ở trên đại lục, các vị cho dù không biết, nói vậy cũng đã nghe nói qua một ít. Xem qua không ít sách, Trương Huyền đã biết, đại lục này, bởi vì tồn tại nghề nghiệp danh sư này, được gọi là đại lục danh sư. Diện tích lãnh thổ mở rộng, vô biên vô hạn. Trong đó vương quốc mọc lên như rừng, đếm không hết. Các loại tông môn, thế lực độc lập càng nhiều như cát vĩnh hằng, nhiều đếm không xuể. Vương quốc liên minh, mặc dù là tồn tại cường đại nhất trong vương quốc, nhưng đặt ở toàn bộ đại lục danh sư, vẫn không tính là cái gì. Thấy có không ít danh sư đầy mơ hồ, tô sư lắc đầu. Cho dù biết, khẳng định cũng là kiến thức nửa vời ta vẫn nên nói một chút. Đẳng cấp vương quốc, các vị chắc hẳn là hết sức quen thuộc, bao gồm bốn đẳng cấp, không nhập lưu, nhất đẳng, nhị đẳng, và phong hào. Thiên vũ vương quốc chúng ta là vương quốc nhất đẳng, thuộc về nước chư hầu của giới vực hiên viên vương quốc phong hào. Thiên viên vương quốc loại quốc gia cấp bậc như vậy, ở trong phạm vi liên minh vạn quốc quản lý, có khoảng 142 nước. Nhiều như vậy sao? Trương Huyền sửng sốt. Hắn đã nhìn thấy được minh họa địa vực, chỉ là đạt được cấp bậc vương quốc nhất đẳng, vương quốc phong hào cụ thể bao nhiêu cũng không biết được rõ ràng. Hắn vốn tưởng rằng cái gọi là liên minh vạn quốc chỉ là một ám chỉ giả. Bây giờ hắn mới biết, trong phạm vi khống chế, số lượng quốc gia sợ rằng chỉ nhiều hơn không ít. Hơn 140 quốc gia cấp bậc phong hào, phía dưới hiên viên vương quốc lại có hơn 20 vương quốc nhất đẳng giống như Thiên Vũ. Phân chia cấp bậc xuống dưới nữa, số lượng nhiều, vô số kể, rất khó nhớ hết đúng vậy nguồn gốc lịch sử liên quan của vương quốc cũng có nguyên nhân danh sư đường chấn giữ ngày hôm nay cũng không cần phải nói nhiều chỉ nói một chút về liên minh vạn quốc liên minh vạn quốc phạm vi nắm giữ tất cả vương quốc nghe vô cùng lớn trên thực tế phạm vi ở đại lục danh sư chỉ giống như muối bỏ biển không tính là gì cả với thế lực cấp bậc tương đồng toàn bộ đại lục có tới mấy ngàn giống như lân cận có minh hạ đế quốc hoàn hải đế quốc đương nhiên còn có một vài tông môn tam lưu cường đại giống như lạc sa tông hàn khí tông v v còn có tồn tại khổng lồ giống như liên minh vạn quốc sao tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sớm biết rằng đại lục danh sư rất rộng lớn nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới rộng như thế tập trung lại hơn vạn một quốc gia ở trong mắt bọn họ cũng rất lớn thế nào đều không nghĩ tới đồng cấp thế lực khác đủ có mấy ngàn đáng sợ liên minh vạn quốc nghe khí phách, nhưng bởi vì vương quốc làm theo ý mình, không trao đổi tin tức với nhau, trong thế lực cùng cấp bậc xem như là nhỏ yếu nhất. Thật giống như Minh Hạ Đế quốc, bất kể số lượng cao thủ hay kinh tế, đều phải mạnh hơn chúng ta không ít. Lưu Vân Tông, Lạc Sa Tông cũng có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Số lượng thiên tài vượt xa so với chúng ta. Đương nhiên, những thế lực này cũng có danh sư đường của riêng mình, bị tổng bộ khống chế. Vì tuyển chọn nhân tài tốt hơn, khiến cho chức nghiệp danh sư càng thêm quang minh trói mắt. Liên Minh Vạn Quốc và 27 thế lực đẳng cấp tương đương xung quanh liên hợp tiến hành một trận thi đấu lớn danh sư. 10 năm một lần, danh sư dưới 30 tuổi mới có thể tham gia. Người xuất sắc có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Cuộc thi đấu này đã liên tục tổ chức 77 lần. Đáng tiếc, danh sư đường của Liên Minh Vạn Quốc trước sau ở lót đáy. Một lần tốt nhất cũng chỉ là đứng thứ 23. Nói đến đây, sắc mặt tô sư nhất thời đỏ lên. 27 chỗ thế lực tương đồng so tài, một lần tốt nhất cũng chỉ mới đứng thứ 23, cũng chính là thứ năm đếm ngược. Thành tích kém, có thể tưởng tượng. Thảo nào xấu hổ. Lần này, khang đường chủ mới nhậm chức, chăm lo việc nước, muốn thể vượt qua tình cảnh khó khăn. Muốn chúng ta chú ý mật thiết tới tất cả vương quốc. Chỉ cần có thiên tài lợi hại, lại tuyển chọn ra, tiến hành bồi dưỡng đến tham gia trận thi đấu ba tháng sau tô sư nhìn qua ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi ý tứ của tô sư là dự định để cho trương sư tham gia cuộc thi đấu này khương đường chủ hiểu được không sai tô sư gật đầu trương sư tuổi còn trẻ lại có thành tích như vậy liên tục phá tan vô số kỷ lục của danh sư đường thiên tư cao cho dù liên minh vạn quốc cũng là có một không hai bởi vậy ta muốn mời hắn tham gia cái này, không nghĩ tới thỉnh cầu là cái này, Khương Đường Chủ quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền. Các danh sư khác cũng đưa mắt tập trung qua. Có so tài, lại có thua có thắng, tham dự hay không tham gia, là tự nguyện, ai cũng không có cách nào cưỡng ép. Cái này, Trương Huyền cũng sướng sờ. Trương Sư không cần phải vội vàng trả lời, cho người hai ngày suy nghĩ, cũng có thể thương lượng với lệnh sư một chút, nhận được trả lời chính xác rồi trả lời sau cũng không muộn. Tô sư nói: "Tốt lắm, ta suy nghĩ một chút." Trương Huyền gật đầu. Thi đấu danh sư, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, càng không biết so tài như thế nào. Vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, không thể mù quáng đáp ứng. Hiện tại mục đích chủ yếu nhất của hắn vẫn là trước 30 tuổi, nghĩ biện pháp đạt được danh sư cửu tinh. Những chuyện khác đều không quan trọng. Ta lại chỉ có chuyện này, không có chuyện gì khác. "Trương sư, có khả năng còn phải làm phiền ngươi?" hỗ trợ dẫn tiến một chút. Ta và lăng sư, vẫn muốn gặp lão sư ngươi, dương sư một lần. Tô sư cười nói, có thể đào tạo ra loại thiên tài nghịch thiên giống như Trương Huyền, thực lực của vị dương sư này so với bọn họ, sợ rằng cũng chỉ có cao chứ không thấp hơn. Nếu đi tới, không bái kiến, có phần sơ suất lễ phép. Lão sư trở lại, ta sẽ lập tức bẩm báo với hai vị. Nghe đối phương còn không có quên chuyện này à, Trương Huyền đau đầu một hồi. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của hai vị danh sư tứ tinh này, nhất định là không tránh thoát. Nếu thật sự không được, chỉ có thể kiên trì giả trang. Chỉ có điều, Ngụy Trang ở trước mặt danh sư tứ tinh, hắn thật sự không có tự tin gì, không có phân phó gì khác, ta lại cáo từ trước. Thấy lại không có an bài nữa, không nói thêm gì nữa, Trương Huyền liền ôm quyền. Từ biệt. Mọi người gật đầu. Chương 656 trên liên minh 2 sát hạch danh sư thành công, nên giảng giải đều giảng giải hết, tán thành sửa đổi cũng tán thành xong, cũng cần phải trở về xem một chút. Đi tới Vương Thành không lâu, lại ngụy trang thân phận, nói thật, hắn còn chưa từng lấy khuôn mặt Trương Huyền đi lại. Hắn đi ra khỏi phòng nghị sự, chỉ thấy một tuyết tình, lộ trùng tiến lên ninh đón. Lão sư, trong mắt mỗi người đầy sùng bái, vốn cho rằng lão sư của bọn họ chỉ là giáo sư bình thường. Không nghĩ tới, lại chính là thiên tài siêu cấp danh tiếng chấn động vương thành trương huyền có một lão sư như vậy sau này tất nhiên cá chép nhảy long môn một lần bay lên trời lão sư đám người triệu nhã cũng đã đi tới mỗi một người giống như con gà chống đấu bại lại không còn hăng hái như lúc trước nhất là đám người trịnh dương giống như con chuột thấy mèo run rẩy mấy người các ngươi trở về phủ đệ xem ta giáo huấn như thế nào nơi này là danh sư đường không ít người nhìn vào. Nếu để cho người ngoài biết học sinh của hắn mỗi ngày đều muốn hại chết mình, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Vừa sát hạch danh sư nhị tinh, uy tín nhận được, cũng sẽ trong nháy mắt đổ nát. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, vẫn về nhà giáo huấn đám người không biết trời cao đất rộng này thì tốt hơn. Các người cũng đi theo ta. Liếc mắt nhìn đám người mục tuyết tình, lộ trùng, trương huyền cũng vẫy bàn tay một cái. Hai thân phận biến thành một hai nhóm học sinh nên kết thúc thì kết thúc nên chỉnh đốn thì chỉnh đốn cũng cần điều chỉnh một chút vâng mọi người gật đầu đi theo ở phía sau trở lại phủ đệ đám người lưu sư bạch thiềm nhận được tin tức từ lâu khó tránh khỏi lại là xúc động một hồi tới đại sảnh ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhìn đám người trịnh dương viên đào quỳ gối phía dưới sắc mặt tái xanh vừa đến mấy người lại nói tường tận chuyện hạ độc không quan tâm liễu lão sư kia là ai, có đúng là ta hay không, thân là lão sư, giảng dạy tám phương, chắc hẳn phải tôn trọng. Chỉ vì một chút không cam lòng, cố ý hạ độc, các người thực sự quá to gan. Một tiếng quát mắng, mấy tên này, thật sự quá làm loạn. Hạ độc cho mình, cũng không có vấn đề gì. Điều khiến cho hắn tức giận chính là loại hành vi và việc làm này của bọn họ, không để ý tới tôn nghiêm của sư đạo, không có điểm mấu chốt đạo đức. Một người, một khi không có đạo đức, thực lực cường thịnh mấy đi nữa, cũng chỉ là rác rưởi, phế vật. Người làm sư, giáo dục người không chỉ là truyền thụ tri thức, còn phải giáo dục hành vi, giáo dục tâm tính. Thật giống như làm vườn vậy, không chỉ tưới nước bón phân, còn phải định kỳ cắt sửa, bằng không, mọc lên ngã trái ngã phải, không những không có thẩm mỹ, còn có thể hại tới người ăn uống. Lão sư, học sinh không dám. Lần đầu tiên thấy lão sư tức giận như vậy, đám người trịnh dương khiếp sợ đến mức sắc mặt nhất thời trắng bệch không dám còn dám xuống tay với lão sư còn có cái gì không dám trương huyền ta không có loại học sinh này cũng dạy nổi bật người này vung ống tay áo trương huyền bực bội nói lão sư thân thể đám người trịnh dương đồng thời thoáng lảo đảo một cái nói như vậy chẳng khác nào muốn trục xuất sư môn vẫn mong lão sư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Trịnh Dương bọn họ cũng chỉ là lỡ vô tâm. Vội vàng tiến lên, trong mắt Triệu Nhã mang theo sự cầu xin. Không được cầu tình, để cho bọn họ quỳ, lúc nào suy nghĩ cẩn thận, lúc đó lại nói tiếp. Quát mắng đám người Trịnh Dương xong, Trương Huyền không nói nhiều nữa, quay đầu lại nhìn về phía đám người Mộc Tuyết Tình cách đó không xa. Ta ngụy trang liễu trình, chúng ta mới có duyên lão sư học sinh. Thân phận bây giờ khôi phục, duyên phận cũng chẳng khác nào kết thúc ta sẽ lưu lại công pháp bảo đảm các ngươi có thể thăng cấp tông sư. Tất cả đều trở về đi. Xuyên phận với những học sinh này, chỉ ở Thiên Vũ học viện. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, không cần thiết phải tiếp tục nữa. Lại nói, Thiên Vũ Vương quốc đối với hắn mà nói, vẫn là quá nhỏ. Sớm hay muộn hắn cũng phải rời, dẫn theo đám người Triệu Nhã, lại không quá dễ dàng. Cũng không thể dẫn theo cả những người này nữa. Lão sư. Vành mắt tất cả đám người mục viết tình mạnh đào đều nhất thời đỏ lên. Được rồi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Sau này cho dù không phải là đệ tử của ta, cũng phải cố gắng tu luyện, không thể chậm trễ. Giao phó xong, Trương Huyền khoát tay. Đều trở về đi. Vâng, mọi người quỳ xuống, đồng thời lễ bái. Viên mắt mỗi một người đều ửng đỏ. Lão sư, ta, muốn đi cùng lão sư. Lão sư đi đâu ta đi nơi đó. Mộc tuyết tình cắn răng một cái nàng mộc đan sư lại một mình nàng là nữ nhi nàng đi tận hiếu như thế nào trở về đi trương huyền xua tay ta mộc tuyết tình nghẹn lời từ nhỏ nàng đã không có mẫu thân phụ thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng nàng thành người nếu nàng thật sự muốn rời đi vậy phải ăn nói với phụ thân như thế nào sau này còn muốn đi cùng ta có thể an bài tốt chuyện bên mộc đan sư thì qua tìm ta yên tâm đi lão sư thân là danh sư Tìm được tung tích cũng không khó. Trương Huyền mỉm cười, sau này muốn đi cùng mình cũng rất đơn giản, đuổi theo là được. "Vâng, đa tạ lão sư mấy ngày qua khổ cực bồi dưỡng." Mộc Tuyết tình hiểu được, cúi người xuống, nặng nề dập đầu mấy cái. Trương Huyền gật đầu, đang muốn nói thêm hai câu, trong đầu đột nhiên lắc lư. Sâu bên trong giá sách lắc lư, lại xuất hiện thêm một quyển sách màu vàng. Chương 657, trưởng lão. Một lại ra một quyển. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Cực cực khổ khổ chỉ điểm cho Mộc Tuyết Tình, còn truyền thụ kiếm pháp. Sư đồ tạm biệt, không nghĩ tới nhận được cảm kích thật sự, lại nhận được một quyển sách màu vàng. Cách thiên đạo này, cụ thể có bao nhiêu hiệu quả, tuy rằng hắn không biết, nhưng có thể dễ dàng nâng cao mức độ tâm cảnh, khiến bản thân ghi nhớ vô số tri thức. Hai thứ này, lại tương đương với vật báu vô giá. Lão sư, bất kể lão sư đi tới chỗ nào, chúng ta đều trở lại tìm lão sư trong lòng âm thầm thề mộc tuyết tình dẫn theo mọi người xoay người rời khỏi đó gian phòng rất nhanh trở lại vắng vẻ chỉ có lộ trùng vẫn không đi theo mặt vẫn không đổi sắc đứng tại chỗ ngươi trương huyền đang muốn nói chuyện đã bị hắn cắt ngang lão sư một mình ta không dễ không bình lão sư đi đâu ta đi tới đó trong ánh mắt lộ trùng mang theo sự kiên định được rồi thấy hắn hoàn toàn không có chút do so dự nào, Trương Huyền hiểu rõ tính tình của người học sinh này, biết khuyên bảo nhiều hơn nữa cũng vô dụng, lúc này gật đầu. Xử lý xong rất nhiều học viên, vừa ra khỏi phòng, Lưu sư lại tiến lên nghênh đón, lộ ra vẻ lo âu. Lại để cho bọn họ quỳ như vậy sao? Đám người Trịnh Dương, Viên Đào, Vương Dĩnh vẫn quỳ ở đại sảnh, vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ vẫn quỳ xuống như vậy? Tu vi bọn họ thăng cấp quá nhanh, có chút tức giận nóng nảy không ổn định quy thêm một ít thời gian, cũng có thể khiến cho tâm cảnh càng trầm ổn, làm việc không lỗ mãng như thế. Trương Huyền nói, hạ độc với hắn mà nói, căn bản không gọi là chuyện gì. Tất nhiên hắn cũng sẽ không tức giận, sở dĩ hắn cố ý lạnh nhạt, khiến cho bọn họ quỳ gối tại chỗ không quan tâm không hỏi tới, mục đích chỉ có một, rèn luyện tâm cảnh, khiến cho bọn họ sau này, đi xa hơn. Thật giống như lộ trùng, trải qua biến cố gia tộc, tâm giống như sắt thép cho dù mấy ngày ngắn ngủi tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng không có một chút không thực, ngược lại càng lắng động. Đám người trịnh dương, viên đào, vương dĩnh một đường đi theo mình, tiếp nhận giáo dục tốt nhất, quen với sự ưu việt, là thời gian cho bọn họ học một bài học, khiến cho bọn họ hiểu rõ khó khăn của sự tu luyện, không nên quá đắc ý. Không sai, là ta quên. Lưu sư gật đầu, giờ này phút này, đối với vị sư huynh này, hắn thật sự bội phục không thôi, thời điểm vừa nhìn thấy vị sư huynh này, làm một chuyện gì cũng rất non nớt. Mà bây giờ, đã có phong độ của sư, khắp nơi đều có phong độ của sư. Người làm sư, không chỉ cần nâng cao tu vi của học sinh, còn phải củng cố tâm cảnh. Nếu như so sánh tu luyện với kiến trúc, tâm cảnh chính là giàn giáo sắt thép bên trong kiến trúc. Không có giàn giáo, cho dù có nhiều cục đá hơn nữa, kỹ xảo cao siêu tới đâu, độ cao sau này cũng có hạn. Hơn nữa, rất khó tiếp nhận mưa gió. Mượn đề tài để nói chuyện của mình, phong thái nghiêm nghị trừng phạt đối với mọi người, trên thực tế lại đang cực khổ rèn luyện. Không trải qua một hồi xương cốt hoàn toàn lạnh lẽo, sao được mùi hương hoa mai thoảng vào mũi. Chỉ mong bọn họ có thể hiểu rõ một hồi khổ tâm của sư huynh. Lưu sư xúc động, có đôi khi học sinh không hiểu vì sao lão sư nghiêm khắc như vậy, do đó sinh lòng phản nghịch. Đợi cho tới thời điểm hối hận, đã không kịp Trương Huyền gật đầu, cùng Lưu Sư Hàn Huyên một lát, sau đó đi ra phủ đệ, xử lý chuyện còn lại. Đám người đại dược vương, Lưu Thanh đã rời khỏi vương thành. Quý gia đến đây chịu nhận lỗi, đưa qua không ít đồ, bị hắn một đầu thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Chuyện của quý gia, vốn là không tính là chuyện gì cả. Hắn cũng không có ý định truy cứu. Chuyện xử lý xong, đã đến đêm khuya. Ngày hôm sau, hắn đi tới nghiệp đoàn y sư, quét tất cả sách chưa xem xong một lần, lại tới mấy nghiệp đoàn khác trong vương quốc, thu nhận tất cả sách tiến vào đồ thư quán. Hắn vội vàng đến khi bầu trời tối đen, lúc này mới trở lại phủ đệ. Bắt đầu đi. Tinh thần thoáng động, một quyển sách màu vàng được điều động ra. Hai vị danh sư tứ tinh, chỉ mặt đọc tên muốn gặp Dương Huyền, một mực không gặp khẳng định không thể được. Nếu không muốn bị đối phương nhìn thấu, chỉ có nắm giữ lượng tri thức phong phú. Dù sao hiện tại có hai quyển sách màu vàng, sử dụng một cái cũng không tính là lãng phí. Học tập tri thức, âm âm, dựa theo ý niệm phát sinh, phát ra chấn động mãnh liệt, quyển sách màu vàng đột nhiên phóng ra tia sáng chói mắt. Nội dung quyển sách ghi lại bên trong đồ thư quán, trong nháy mắt truyền thụ đến, tiến vào trong đầu. Trước mắt trương huyền tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Nhịp đoàn y sư, nhìn mục hoành y sư nằm trên mặt đất vẫn không có cảm giác gì, vẻ mặt thành phong y sư bất đắc dĩ. Vị hội trưởng tiền nhiệm này chạy đến lâm gia giúp người ta giải độc. Kết quả, độc không giải được, người biến thành như vậy. Đường Đường y sư Tam Tinh, thật là mất mặt. Thành Phong y sư, có thể có phương pháp cứu chữa hay không? Học sinh của Mộc Hoành y sư chính là y sư Nhị Tinh của nghiệp đoàn Tả Thuận Đạt. Lúc này, hắn đang đầy khẩn trương nhìn qua. Tất cả biện pháp đều đã sử dụng, hắn trúng độc, thật sự quá lợi hại, ta bất lực. Thành Phong y sư lắc đầu, chất độc này, nghiên cứu cẩn thận, có thể cùng chân khí dung hợp, khiến người ta căn bản không có cách nào. Trừ khi, cái gì? Sắc mặt tả thuận đạt căng thẳng. Trừ khi liễu hội trưởng, cũng chính là trương sư tự mình ra tay. Hắn có thể giải quyết nhiều tạp chứng nghi vấn khó khăn như vậy, y thuật kinh người, độc này tuy rằng lợi hại, nhưng có thể có phương pháp giải quyết. Thành phong y sư nói, Trương Huyền, nghe được cái tên này, tạ thuận đạt chẳng những không cao hứng, sắc mặt trái lại trầm xuống phát ra tiếng gào thét thật dài chính là học sinh của hắn hạ độc nhất định là hắn cấu kết với điện chủ của độc điện gây ra liêu điện chủ kia thấy vị trương sư này giống như thấy cha ruột kêu lên một tiếng cung kính mục hoành y sư thân chúng kịch độc điện chủ của độc điện lại xuất hiện nếu nói hai người không có quan hệ ai sẽ tin tưởng làm càn lời này không thể nói bậy thành phong y sư nghiêm sắc mặt chương 658, trưởng lão. 2. Trương sư là danh sư, lại là đại tông sư y đạo, làm sao có thể có liên quan với độc điện. Ta nói bậy, hư, nhiều người chính mắt thấy được như vậy, còn có thể là giả sao. Tạ thuận đạt hư lạnh. Vẫn sông tường nghi vấn khó xử lý, hội trưởng, ta nhổ vào. Cùng người của độc điện lui tới, có tư cách gì trở thành hội trưởng của nghiệp đoàn y sư. Thậm chí, ta cảm thấy hắn căn bản cũng không hiểu y thuật. Vấn đề trên tường nghi vấn khó xử lý, đều do hắn chuẩn bị trước phương pháp giải đáp. Nếu không, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại giải quyết nhiều vấn đề như vậy? Thấy lão sư nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tạ thuận đạt không thể tiếp tục kìm chế được, lên tiếng giết gào. Trên nghi vấn khó xử lý tường, mỗi một tạp chứng nghi vấn khó xử lý đều khó khăn đến mức không thể lại khó hơn. Một người chưa đầy 20 tuổi, cho dù học y từ trong bụng mẹ, có thể lợi hại tới mức nào rất hiển nhiên là có người sớm đưa ra đáp án, chỉ có điều máy móc chép lại mà thôi. Bằng không, nếu y thuật cao minh, vì sao không ra tay chữa bệnh cho người khác? Chưa từng nghe qua hắn giúp ai giải quyết chứng bệnh chưa? Chuyện trị liệu man thú chân quốc là cơ mật, rất nhiều người đều không hiểu rõ tình hình. Điều này, thành phong y sư do dự. Thời điểm vị trương sư này tới nghiệp đoàn y sư, hắn đã ở đó. Đối với rất nhiều chuyện người này đều không hiểu rõ tình hình, trực tiếp xông vào tường nghi vấn khó xử lý. Rất rõ ràng là cái gì cũng đều không hiểu. Người như thế tự nhiên có thể liên tục phá giải 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý, bản thân điều này khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lại cẩn thận nói tiếp, hắn cũng có chút nghi ngờ. Người như thế, căn bản không xứng làm hội trưởng của nghiệp đoàn y sư chúng ta. Hy vọng thành phong y sư có thể chủ trì công đạo, tổ chức đại hội y sư, loại bỏ danh hiệu hội trưởng đừng để cho hắn lại đi giả danh lừa bịp. Tạ thuận đạt tiếp tục bực bội nói. Còn chưa nói hết lời, chỉ thấy một người trung niên vội vã chạy tới. Thành phong, tạ thuận đạt y sư, tường nghi vẫn khó xử lý bên kia. Có động tính, truyền đến tin tức. Vừa vào cửa, người trung niên với vẻ mặt hưng phấn la lên. Truyền đến tin tức, có phải câu trả lời cuối cùng sai hay không? Ánh mắt tạ thuận đạt nhất thời sáng lên, vội vàng nhìn qua. Mấy ngày trước, vị trương sư kia liên tục trả lời 20 tạp chứng nghi vấn khó xử lý. Một cái cuối cùng, đối diện tường nghi vấn khó xử lý, vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính xác. Vốn tưởng rằng phải đợi hơn 10 ngày, không nghĩ tới hôm nay lại có tin tức truyền đến. Sai! Người trung niên chạy vào, thoáng sửng sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu. Chưa nói là chính xác hay sai lầm. Chưa nói. Hai người đồng thời sửng sốt. Nếu trả lời, dĩ nhiên là có chính xác và sai lầm. Chưa nói là có ý gì. Vậy, phía trên nói gì vậy? Tạ thuận đạt không nhịn được nói. Người trung niên tiến đến, có chút do dự. Nói là, mời liễu trình làm trưởng lão của nghiệp đoàn y sư liên minh vạn quốc. Đẳng cấp cụ thể, đợi tu vi đạt được sẽ tiến hành kiểm tra. Mời hắn, làm trưởng lão của nghiệp đoàn y sư liên minh vạn quốc. Thân thể thành phong y sư, tạ thuận đạt nhìn nhau, đồng thời thoáng lảo đảo một cái thiếu chút nữa nôn ra máu trời ạ à, tình huống gì vậy liên minh vạn quốc đó là đẳng cấp cao nhất của vương quốc trưởng lão nghiệp đoàn y sư trong đó tệ nhất cũng đạt tới cấp bậc tứ tinh mời vị liễu trình này làm trưởng lão tạ thuận đạt chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực dường như bị người ta hung hăng tát một cái vừa rồi còn nói đối phương không xứng làm hội trưởng kết quả nghiệp đoàn y sư liên minh vạn quốc người ta gửi tới tin tức muốn hắn làm trưởng lão của đối phương ta ngất người này là cố ý gương mặt đỏ bừng tạ thuận đạt sắp muốn khóc một gian phòng của danh sư đường trước mắt chỉ có một bức tường trắng như tuyết tường đưa tin đám người tô sư lang sư khương đường chủ đều đứng ở phía trước bức tường hồi bẩm tô sư lang sư khương đường chủ phong sư điện đã chữa trị xong một lần nữa Trúc trưởng lão đi vào gian phòng, ôm quyền nói. Vậy là tốt rồi. Khương đường chủ thở phào nhẹ nhõm. Bức tượng của khổng sư đột nhiên lắc lư, sau đó khiến cho bài vị của vô số tiền bối đổ xuống. Loại chuyện như vậy, ở nơi khác, chưa bao giờ phát sinh qua. Lăng sư, có thể tìm được vấn đề ở chỗ nào hay không? Tô sư nhíu mày nhìn qua. Ngày đó bọn họ đều ở hiện trường. Bức tượng của khổng sư đột nhiên đổ sấp xuống, dẫn đến toàn bộ đại điện lắc lư. Đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trước đó, vẫn nghi ngờ có phải Trương sư bái lại dẫn tới tiền bối tán thành. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Đây chính là bức tượng của Khổng sư, ý niệm Khổng sư ẩn chứa trong đó, làm sao có thể dễ dàng tán thành người khác. Từng có lời đồn đại danh sư Cửu Tinh bái lại hy vọng có thể trở thành học sinh của Khổng sư, đều bị từ chối. Một danh sư nhị tinh, đùa gì thế? Nghĩ không thông lăng sư cũng cảm thấy hoàn toàn không nghĩ ra lắc đầu tiện tay cầm bút lông lên mỉm cười chỉ có điều không cần phải gấp ta dự định hiện tại lại hỏi thăm tổng bộ bên kia một chút chúng ta không hiểu hội trưởng bọn họ hẳn đã nghe nói qua ừ mau chóng hỏi đi tô sư gật đầu đang muốn nói xem hỏi thăm thế nào chỉ thấy bức tường cực lớn trước mắt đột nhiên có ánh sáng lóe lên một hàng chữ hiện ra tiên sư gặp cự tuyệt Hóa thành tiếng chuông rên gì? Trong phạm vi liên minh vạn quốc, có người sau khi sát hạch danh sư từ chối tiền bối tán thành. Nếu như có phong sư điện sụp đổ, cấp tốc báo lên. Phong sư điện sụp đổ. Đám người Tô sư, Lăng sư, Khương Đường chủ trợn mắt há hốc mồm. Chương 659, Bái Kiến Dương sư 1. Có người sau khi sát hạch danh sư từ chối tiền bối tán thành. Nói đùa sao? Trên đời còn có người mạnh như vậy sao? Có thể được tiền bối tán thành, là đã tu luyện mấy đời có phúc. Từ chối, rốt cuộc là ai? Ngẩn người một hồi, Khương Đường chủ thiếu chút nữa thì lập tức điên mất. Mạc Hoàng nhất nhận được một vị tiền bối tán thành, phá tan kỷ lục 300 năm qua, hưng phấn tới phát điên. Hắn cũng cảm thấy đầy vinh dự, sau đó ở danh sư đường vương quốc khác, có thể mở mày mở mặt. Được thừa nhận, tự nhiên từ chối may mà mạc hoàng nhất không ở đó nếu như biết được tin tức này có thể lập tức nôn ra máu hôn mê hay không điều này không có khả năng trong đầu tô sư và lăng sư cũng đầy mê hoặc tiền bối tán thành thu được khí thức đặc biệt có thể khiến cho mức độ tâm cảnh tăng lên loại chuyện như vậy chỉ cần là danh sư không có một người nào có thể từ chối điều này có ý gì chờ một chút tổng bộ nói giống như có phong sư điện sụp đổ cấp tốc bẩm báo phong sư điện ở đây sụp đổ. Kịp phản ứng trước, sắc mặt lăng sư căng thẳng. Tổ tiên gặp cự tuyệt, hóa thành tiếng chuông rên gì. Bọn họ không hiểu, nhưng tổng bộ hỏi thăm phong sư điện sụp đổ, rất dễ dàng có thể hiểu rõ có ý gì. Người của tổng bộ lại không rảnh rỗi. Nếu hỏi như vậy, phong sư điện sụp đổ, khẳng định có quan hệ cùng tám chữ này. Ý của ngươi là nói, người từ chối tiền bối tán thành kia, có khả năng ở nghiệp đoàn này đồng tử trợn tròn giọng nói của tô sư âm khàn mấy ngày qua trương sư và mạc sư sát hạch thành công người trước bái lạy đầu tiên là bức tượng của khổng sư ngã sắp xuống nhận toàn bộ phong sư điện sụp đổ tuy rằng động tĩnh huyên náo thật lớn nhưng không thấy được từ chối tiền bối tán thành hỏi một chút đặc biệt không giải thích được lăng sư cầm bút lông trong tay dính vào mực nước tiện tay viết lên tiên sư gặp cự tuyệt hóa thành tiếng chuông rên rỉ là có ý gì Ông, chữ viết biến mất, rất nhanh ánh sáng lóe lên. Trên tường đưa tin xuất hiện ra hàng chữ viết mới, giải thích cặn kẽ ý tứ của tám chữ này. Không tiếp nhận khí thức đặc biệt do tiền bối ban cho, từ chối lòng tốt. Hiểu được, mấy người lại run lên. Từ chối tiền bối, dẫn tới bọn họ hóa tiếng chuông rên rỉ. Điều này phải mạnh tới mức nào mới có thể làm được. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang khiếp sợ rốt cuộc là ai có can đảm và quyết đoán như vậy đã thấy bức tường trước mắt lại lóe lên. Lại một hàng chữ chậm rãi xuất hiện. Thời điểm hai ngày trước, từ chối các vị tiên sư, còn từ chối ý niệm của khổng sư, dẫn đến bức tượng chấn động. Dưới tình huống này, cực kỳ có khả năng dẫn tới phong sư điện sụp đổ. Nếu giống như có một trong hai việc bức tượng chấn động, phong sư điện sụp đổ, cấp tốc bẩm báo. Thời điểm hai ngày trước, hình như là thời gian trương sư bái lại thu nhận sự tán thành. Tô sư run rẩy Đúng vậy, bức tượng chấn động phong sư điện sụp đổ lẽ nào từ chối tiền bối khiến cho bọn họ hóa thành tiếng chuông rên rỉ là trương sư thân thể lăng sư cũng thoáng lảo đảo một cái vừa rồi còn đang suy nghĩ rốt cuộc vị nào trâu bò lợi hại như vậy dù thế nào cũng không nghĩ tới chính là vị bên cạnh bọn họ này thật hay giả vậy chắc là sự thật nghĩ tới điều gì vẻ mặt khương đường chủ cười gượng a à, thấy hắn khẳng định hai vị danh sư tứ tinh không nhịn được nhìn lại. Cũng vào hai ngày trước, vạn bài của phong sư điện chấn động. Hơn nữa bức tượng điêu khắc dường như cũng xuất hiện chấn động. suy nghĩ một chút, khương đường chủ nói kỹ càng tỉ mỉ lại chuyện phát sinh vào hai ngày trước một lượt. vạn bài chấn động, trời thừa nhận danh sư, khổng sư run rẩy là khổng sư thu đồ đệ môn sinh của thánh nhân. mấu chốt nhất chính là còn từ chối, tô sư, lang sư sắp phát điên rồi từ chối tiền bối tán thành, khiến người ta phát điên. Không chỉ có như vậy, còn từ chối khổng sư thu đồ đệ. Việc này phát sinh ở đây, không cần suy nghĩ, khẳng định vị thiên tài siêu cấp kia lại ở nghiệp đoàn này. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tập trung lại, một bóng người đồng thời xuất hiện ở trong đầu. Trương Huyền, nhất định là hắn. Môi run rẩy, tô sư kích động nhảy dựng lên. Tồn tại được trời thừa nhận danh sư, khổng sư muốn thu làm đệ tử vốn tưởng rằng lần này đã chạy tới, tối đa có thể tìm một thiên tài có phần lợi hại hơn một chút. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, là một nhân vật vượt quá sức tưởng tượng, trâu bò đến tận chân trời. Nhanh thông báo với tổng bộ, để cho đường chủ tự mình nghênh đón. Đầy kích động hưng phấn, lăng sư cầm lấy bút lông, lại muốn viết lên. Không nói khổng sư muốn thu đồ đệ, chỉ nói trời thừa nhận danh sư, điều này để cho đường chủ tự mình tới đón tiếp, cũng không quá đáng toàn bộ đại lục tới hiện nay cũng chỉ có khổng sư trở thành danh sư được trời thừa nhận trừ hắn ra ai cũng không có làm được lăng sư xin đừng sốt ruột khương thư vội vàng ngăn cản thế nào lăng sư nhướng mày nhìn qua trời thừa nhận danh sư thật đáng sợ nếu như truyền ra ta sợ tin tức tiết lộ gây ra quá nhiều phiền phức hơn nữa khổng sư bị cự tuyệt cũng không phải là chuyện vinh quang gì ta đã ra lệnh cho những người khác nói năng thận trọng lúc này truyền đi khương đường chủ giải thích tuy rằng danh sư đường ở đại lục nắm giữ quyền uy rất lớn nhưng vẫn có không ít kẻ địch ẩn nấp ở bên trong lại nói cuộc so tài thiên tài sắp mở ra cho thế lực khác biết có thiên tài lợi hại như vậy tham gia muốn sớm hạ sát thủ hoặc đào góc tường tất nhiên cũng không phải là số ít tất cả cẩn thận vẫn thỏa đáng hơn khương đường chủ nói không sai chuyện này không thể đưa tin phải trực tiếp báo cáo hơn nữa chỉ có thể nói tỉ mỉ với một mình đường chủ, người biết càng ít càng tốt. Tô sư cũng nghĩ đến điểm này, thần sắc ngưng trọng nói. "Ừ." lang sư kịp phản ứng, gật đầu, bút lông chuyển động một cái, ở trên tường đáp lại. "Không. Chương 660, Bái Kiến Dương sư 2." Nếu không thể nói, trước hết cứ trả lời như vậy. Trời thừa nhận danh sư, thiếu chút nữa trở thành môn sinh của Khổng sư. Không biết ngược lại cũng thôi, nếu biết thế nào cũng phải đi thăm hỏi. Trả lời xong, Tô sư, Lang sư cũng không nhẫn nại được nữa. Tuy rằng bọn họ là danh sư tứ tinh, nhưng ở trước mặt danh sư được trời thừa nhận, vẫn kém hơn rất nhiều. Bọn họ tối đa nhận được tiền bối tán thành, người ta nhận được thiên đạo tán thành. Hai bên vừa so sánh, chênh lệch lớn không phải bình thường. Chỉ cần không ngã xuống, sau này tất nhiên có thành tựu vô hạn. Trương sư, nhất định phải thăm hỏi, chỉ có điều, việc gấp bách, không phải thăm hỏi hắn, mà là Dương sư." Thần sắc Tô sư ngưng trọng nói. "Không sai, có thể dạy ra một danh sư được trời thừa nhận, mấu chốt nhất chính là còn từ chối khổng sư thu đồ đệ. Vị Dương sư này phải đáng sợ tới mức nào? Nếu có thể trực tiếp lắng nghe lời dạy dỗ, cho dù chỉ có nửa nghĩa sư đồ, sợ rằng cũng có thể dễ dàng thăng cấp, thực lực tăng lớn." lăng sư cũng kịp phản ứng gật đầu một người trong cuộc đời có thể có rất nhiều lão sư nhưng cũng có vài người suốt đời chỉ nhận định một người đến chết không thay đổi thật giống như môn sinh của khổng sư cho dù còn muốn bái lại người khác người khác cũng phải dám nhận đã vì dương sư ngay cả khổng sư cũng từ chối vị dương huyền này phải mạnh tới mức nào còn cần nghĩ nữa sao đi không do giữa chút nào Hai vị danh sư tứ tinh nhanh chóng đi về phía viện của Trương Huyền. Hai ngày nay tâm tình của Mạc Hoàng nhất rất tốt. Từ mấy ngày trước, người gọi là Trương Huyền kia xuất hiện, kỷ lục của hắn đã bị liên tiếp phá tan. Danh hiệu đệ nhất thiên tài còn bị trực tiếp ném đi. Thực lực không bằng người, cũng nói không nên lời gì, chỉ có thể không ngừng tăng lên, tranh thủ có một ngày vượt qua hắn. Công phu không phụ lòng người, hai ngày trước tiền bối tán thành, cuối cùng khiến cho hắn hòa một phần Bất kể nói thế nào, hắn cũng phải được một vị tiền bối tán thành, phá tan kỷ lục của danh sư Đường 300 năm qua. Trương Huyền kia, không phải là thiên tài sao? Không phải là rất lợi hại sao? Không phải không có đến một vị tiền bối tán thành sao? Không phải nhìn thấy mà thèm sao? Khóe miệng hắn cong lên, mỉm cười. Các đời trước không thừa nhận, nói rõ tiềm lực đã tiêu hao hết, sau này thành tựu có hạn. Trở thành danh sư nhiều năm, gặp quá nhiều thiên tài lúc còn trẻ ánh sáng trói mắt sau khi lớn lên dần dần biến mất trong đám người sợ rằng vị trương huyền này cũng giống như vậy thiên tài lại như thế nào kéo dài mới là vương đảo qua tìm tô sư lang sư xem có thể bái bọn họ làm sư hay không nếu như thành công sau này tiền đồ sẽ không thể đo đang chỉnh lại mũ áo trong mắt hắn lóe lên một sự hưng phấn lần này qua hắn đã sớm có kế hoạch dự định bái một trong hai người tô sư Lăng sư đó làm lão sư. Chỉ cần thành công, sau này sẽ một bước lên mây, thành tựu vô hạn. Mạc sư, thật ngại quá. Sáng sớm, Tô sư, Lăng sư liền đi ra ngoài. Tới danh sư đường, hắn không tìm được hai vị này, hỏi thăm một chút. Khương Đường chủ đầy ái nái đón. Ra ngoài, không biết đi nơi nào. Mạc Hoàng Nhất không nhịn được hỏi. A, à, đi phủ đệ của Trương sư." Khương Đường chủ nói. "Cảm ơn Biết nơi đi, Mạc Hoàng nhất gật đầu, xoay người rời đi. Nhanh lên một chút, hắn có thể nghĩ đến bái hai vị này làm sư, Trương Huyền khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Loại cơ hội tốt này, thế nào cũng không thể để cho người kia nhanh chân đến trước được. Trên phương diện tiền bối tán thành, vượt qua đối phương một lần, nói rõ là một dấu hiệu tốt. Chỉ cần chịu cố gắng, sau này phá tan kỷ lục của đối phương, trả lại từng cái một, sẽ ở trong tầm tay chỗ phủ đệ của Trương Huyền, cách nơi này cũng không xa. Bước chân nhanh chóng, chỉ chốc lát Mạc Hoàng Nhất lại đi đến phía trước. Di chuyển qua đường, đang định đi tới, hắn không nhịn được sửng sốt, vội vàng ngừng lại. Người kia là, Tô Sư, Lăng Sư. Chỉ thấy trước cửa phủ đệ của Trương Huyền, hai bóng người lặng lẽ đứng ở cửa, vẻ mặt cung kính. Không phải là hai nhân vật lớn từ liên minh vạn quốc tới, thì là ai? Bọn họ không phải sáng sớm đã tới sao? thế nào còn đứng ở cửa chưa tiến vào. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, thái độ cung kính như thế. Giờ cho quỷ gì vậy? Bọn họ lại là danh sư tứ tinh, trưởng lão ở liên minh vạn quốc cũng có danh tiếng. Quốc phương của hiên viên vương quốc qua, cũng phải bái lạnh ninh đón. Lúc này bọn họ lại giống như học sinh, đứng ở cửa phủ đệ của Trương Huyền. Mạc Hoàng Nhất chớp mắt, đầy vẻ không thể tin được. Két, đang thấy kỳ quái, cửa lớn của phủ đệ mở ra một tên béo mập đi ra vẻ mặt vì tiện hai vị đợi lâu lão gia nhà ta vừa trở về các ngươi vào đi sớm đã nói rõ ràng lão gia không thích huyên náo ẩm ý đến phủ đệ yên tĩnh một chút vâng yên tâm đi chúng ta tuyệt đối yên tĩnh tô sư lang sư liền vội vàng gật đầu vậy là tốt rồi đi thôi khoát tay chặn lại người béo mập đi vào trước hai vị danh sư, đi theo sát. Ta nhổ vào, mắt mạc hoàng nhất trừng trừng, sắp rơi trên mặt đất. Đây là, tình huống gì vậy? Đường đường là danh sư tứ tinh, tới nơi này tìm người, còn cần bái kiến. Còn cần chờ từ sáng sớm. Một quản gia diếu võ dương oai như thế, thế nào lại không sợ bị đánh chết? Khóe miệng mạc hoàng nhất co giật, sắp phát điên rồi. Audio điện tử võ tấn bền